Các bạn đang nghe truyện Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới trên kênh TV Audio CV. Chương 865, người không thể đi. Đạo phù lục quý giá này đối với hắn mà nói không phải là vô dụng, nhưng tác dụng không lớn như trong tưởng tượng, ít nhất hắn cũng không nỡ ở trong chiến đấu sử dụng phù lục quý giá như vậy. Sau khi hắn nhớ kỹ tác dụng của đạo phù lục này, lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn mới cất đi. Bất kể là như thế nào, đạo phù lục này vẫn là một thứ tốt chỉ là nên phát huy giá trị lớn nhất của nó như thế nào, vẫn phải cân nhắc một chút mới được. Lúc đêm khuya, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti trong Lạc Thủy Thành vẫn đèn đuốc sáng ngời. Không huy náo bằng ba ngày, nhưng dẫu sao nơi này cũng là Lạc Thủy Hương quản hạt 12 lý, công việc bề bộn, cho dù là ban đêm, cũng vẫn có người không ngừng đi tới đi lui, xử lý công vụ mà ba ngày chưa xử lý xong. Trong phòng nghị sự, Hoàng Diệp lão đạo và một lão nhân dáng người có chút thấp bé khác nhìn nhau không nói gì, cầm lão nhân này có một chòm râu muối tiêu cặp mắt lại mang theo một ti khôn khéo hắn là bình đông sử cố ngọc tuyền của lạc thủy hương nghi loan ti hiện tại tứ bình sứ trong phủ cũng chỉ có hai người bọn họ hai người khác đi làm chuyện quan trọng rồi bọn họ ngồi ở đây đang đau đầu về một chuyện rất quan trọng chuyện có thể khiến hai vị tứ bình sứ đều cảm thấy đau đầu tất nhiên không đơn giản ngươi nói xem liệu tin tức có sai sót gì không cố ngọc tuyền ho khẽ một tiếng nói dẫu sao chu phàm đó vừa gia nhập ni loan ti chúng ta không bao lâu tin tức của hắn có nhầm lẫn cũng không phải chuyện kỳ quái gì đúng vậy hoàng diệp lão đạo khẽ thở dài sau khi chu phàm trở thành tuần sát sứ gần một tháng đã truyền về nhiều tin tức lớn như vậy có một số vẫn chưa thể chứng thực nhưng đàn thi cốt thử đã được chứng thực nếu không phát hiện sớm hiện tại đã tạo thành tổn thất không nhỏ hai tứ bình sứ không ở lạc thủy thành có một người là dẫn người đi xử lý đàn thi cốt thử đi có điều cho dù là như vậy, cũng không có nghĩa là chuyện thất liên đường hắn nói là thật. Hoàng Diệp lão đạo chậm rãi nói nhưng cố đại nhân, vạn nhất là thật, vậy phải xử lý như thế nào mới tốt? Dẫu sao hắn nói đã gặp quyệt liên quân cấp hắc sát, cái này thì ta nghĩ chắc hắn sẽ không nói dối. Cố Ngọc Tuyền hơi nhớ mày nói ta cảm thấy vấn đề là ở trên quyệt liên quân, không phải nói chu phàm chỉ có thực lực tẩy tủy đoạn à. Quái quyệt cấp hắc sát, cho dù là hai người chúng ta ứng phó cũng rất khó giải quyết, sao hắn lại có thể đào thoát? Nói không chừng thực lực của hắn lại có tiến bộ thì sao? Hoàng Diệp lão đạo cười nói tin tức tiêu tức phù có thể truyền tới là có hạn, rất khó nói rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể đào thoát, nói không chừng cũng có một bộ phận nhờ vận khí. Mấu chốt là hắn không cần thiết phải nói dối trên loại chuyện này, chúng ta chỉ cần phái người đi điều tra một chút là giấc cơ nắm bắt được chuyện thật giả thế nào, hắn nói dối làm gì, cố ngọc tuyền trầm mặt, hắn vuốt chòm râu muối tiêu của mình, nhất thời do dự nếu là thật, vậy chúng ta phái người đi thăm dò một đi một về thời gian không kịp vấn đề chính là không kịp hoàng diệp lão đạo thở dài nếu thực sự là dấu hiệu trước khi thức tỉnh của thứ đó ở thê lương đường vậy một khoảnh khắc cũng không thể trì hoãn sắc mặt cố ngọc tuyền biến thành nương trọng là thủy hương nghi loan ti có một kho lưu trữ lưu trữ này được liệt vào cơ mật chỉ có tứ bình sứ mới được phép đọc đồng thời không cho phép truyền ra ngoài bởi vì một bí mật trong đây một khi truyền ra một kiện cũng có thể sẽ dẫn tới khủng hoảng cực lớn giống như thất liên đường chính là một trong số đó, tứ bình sứ đọc hồ sơ mật một lượt, biết nơi đó vốn được gọi là thê lương đường, cũng biết quái quyệt ngủ say ở đó khủng bố tới mức nào. Một khi đúng là quái quyệt đó thức tỉnh, đừng nói là ly mu lý nghi loan ti, cho dù là lạc thủy hương nghi loan ti tung ra toàn bộ lực lượng, cũng không đối phó được. Theo hồ sơ ghi chép, cho tới bây giờ, quái quyệt đã ngủ say gần trăm năm, chưa từng có dấu hiệu thức tỉnh cũng không có ghi chép chi tiết thủ hạ của nó có quái quyệt loại hình gì cố ngọc tuyền vẫn đang do dự nếu hồ sơ ghi chép thủ hạ của quái quyệt đó có hắc sát quái quyệt tên là quyệt liên quân vậy hắn khẳng định không có chút do dự nào hoàng diệp lão đạo trầm mặt không nói gì hắn cũng biết việc này khó quyết định chỉ có thể để mặc cố ngọc tuyền quyết định loại chuyện này vĩnh viễn là lo trước khỏi họa cứ báo với bên trên một chút cố ngọc tuyền dưới trái lo phải nghĩ quyết tâm nói nếu là giả bốn người bọn họ cùng lắm thì nghe chửi một chút bị trừng phạt nhẹ một phen nhưng nếu là thực sẽ tạo thành đại họa ngập trời lạc thủy hương cũng không biết sẽ có tổn thất bao lớn ta cũng có suy nghĩ như vậy hoàng diệp lão đạo gật đầu đồng ý nói nếu sau chuyện xác nhận là thật vậy chúng ta đương nhiên phải thưởng cho chu phàm nhưng nếu là giả sắc mặt cố ngọc tuyền lạnh lùng cho dù là giả ta cảm thấy cũng không thể trừng phạt chu phàm dẫu sao hắn chỉ là nói ra cái nhìn của mình mà thôi hoàng diệp lão đạo cười khổ một tiếng nói cũng đúng cố ngọc tuyền nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý chu phàm trong tiêu tức phù chỉ nói gặp phải quyệt liên quân đồng thời quý khu của thất liên đường có khả năng có quái quyệt lợi hại sắp thức tỉnh không hề nói là nhất định chúng ta cứ cầu nguyện tốt nhất không phải là thật đi bằng không bên trên không đối phó được sẽ rất phiền hoàng diệp lão đạo thở dài nói khi trời có chút xanh xám chu phàm mới mở mắt hắn trước tiên thực thể hóa hai thứ có được từ khôi hà không gian đêm qua long thần ngữ điển hóa thành quang lưu màu đen tiến vào trong đầu hắn đạo phù lục ngân cấp trung phẩm cũng bị hắn cẩn thận cất đi hắn nhẹ nhàng chạm vào trán đau tới sưng vù loại cảm giác đau vì rót vào tri thức này qua một lúc mới biến mất hắn không rảnh nghiên cứu kỹ mà là bắt đầu thu dọn đồ đạc hắn thủy chung kiên trì cho rằng quái quyệt trong hồ sen được quyệt liên quân gọi là chủ nhân rất nhanh sẽ từ trong ngủ say thức tỉnh đối phó với quyệt liên quân đã khiến hắn cảm thấy có chút cực lực, hắn đương nhiên không muốn ở đây lâu. Thu thập xong đồ, hắn mở cửa. Chỉ là ở cửa nhà hắn đã vây không ít người. Trong đây có thương nhân, quản sự thế gia, võ giả hoán huyết đoạn hắn đã từng thấy mấy lần, còn có không ít người mà hắn không nhận ra. Sắc mặt chu phàm hờ hững nhìn qua từng người, sau đó mới mở miệng nói có việc gì à, kỳ thật khi hắn tỉnh lại, đã lờ mờ nghe ra bên ngoài im lặng hơn trước kia không ít, nhưng khi không ai xông vào, hắn vẫn không nhanh không chậm thu thập hành lý. Ở bốn đường đê, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Chu huynh đệ, người cuối cùng cũng tỉnh rồi, chúng ta tới đây đã được một lúc, vốn cho rằng Chu huynh đệ sẽ ngủ thêm, không ngờ Chu huynh đệ lại dậy sớm như vậy. Một quản sự thế gia trong đó lại cười nói. Có việc gì, Chu Phà mở miệng hỏi lần thứ hai, hắn không hề có ý định hàng huyên. Mấy vị này là người chủ sự của ba đường đê khác từ sáng sớm đã tới, nụ cười trên mặt quản sự thế gia đó cứng đờ, nhưng xuất phát từ hiểu biết đối với Chu Phàm, hắn vẫn không dám tức giận, vội vàng giới thiệu đám người mà Chu Phàm không quen thuộc ở bên cạnh. Chu Phàm chỉ nhìn đám người đó một cái, người có tám, trong đó năm người là võ giả hoán huyết đoạn, một thương nhân hai quản sự thế gia. Hắn không nghiêm túc nghe tên, chỉ gật đầu kiên nhẫn nói vậy rốt cuộc là có chuyện gì, bọn họ muốn biết chuyện phát sinh trong thất liên đường. Một thương nhân trong đó chậm rãi nói cái này thì ta đã nói với các ngươi rồi các ngươi nói lại với bọn họ đi ta còn phải lên đường sắc mặt chu phàm bình tĩnh nói hắn một khoảnh khắc cũng không muốn ở lại đây xin lỗi trước khi chuyện chưa được tìm hiểu rõ ràng ngươi vẫn không thể đi sắc mặt một võ giả hoáng huyết đoạn của ba đường đê khắc lạnh lùng nói bầu không khí trước cửa phòng có chút ngưng trệ mọi người đều vẽ mặt cảnh giác nhìn chu phàm chu phàm liếc võ giả hoáng huyết đoạn vừa lên tiếng nói với mọi người các ngươi cho rằng có gì không rõ, mọi người ở trước cửa đều trầm mặt, vẫn là một thương nhân của ba đường đê khác nói 20 võ giả hoán huyết đoạn đi vào, chỉ còn lại một mình ngươi sống sót đi ra, bên trong đã xảy ra chuyện gì, còn không phải là một mình ngươi định đoạt à, nếu không thì sao, Chu Phàm cười khẽ một tiếng hỏi lại. Cho nên ngươi phải ở lại, chờ chúng ta điều tra rõ cả sự kiện mới có thể đi. Võ giả hoán huyết đoạn lúc trước nhắc lại. Các ngươi định điều tra thế nào, sắc mặt chu phàm biến thành có chút hờ hững chẳng lẽ các ngươi còn dám tiến vào hồ xe ngà lời này hỏi cho sắc mặt người của ba đường đê khác đều cứng lại các thương nhân quản sự thế gia cũng muốn phái người đi vào nhưng chết 19 võ giả hoáng huyết đoạn tạm thời không có võ giả nào nguyện ý đi vào nữa nhưng không đi vào thì điều tra thế nào còn không phải là võ giả tên là chu phàm này nói gì thì bọn họ nghe nấy à vậy giữ người lại cũng có ý nghĩa gì ngươi phát quỷ thệ bảo đảm những gì mình nói đều là sự thực không bỏ sót gì chúng ta sẽ để cho ngươi đi rất nhanh có võ giả hoán huyết đoạn mở miệng nói kiến nghị này có được sự hưởng ứng của không ít người chỉ cần chu phàm phát ra quỷ thệ xác nhận không nói sai bọn họ cũng không có lý do gì giữ chu phàm ở lại sắc mặt chu phàm hào hưởng nói các ngươi có tư cách gì khiến ta phát quỷ thệ trước tiên không nói hắn vốn có bộ phận nhỏ là nói dối ở thế giới này chuyện khiến cho võ giả cảm thấy bị làm nhục nhất chính là bị bức phải phát quỷ thệ cho dù là gia nhập loại cơ cấu cường đại như Nghi Loan Ti, nếu không phát quỷ thể, tối đa cũng chỉ là không cho ngươi gia nhập mà thôi. Một khi đã phát quỷ thể, không thể sửa đổi. Nếu không phải ở vào tình huống rất đặc thù, không có võ giả nào nguyện ý phát quỷ thể. Đối đãi với quỷ thể cũng phải rất cẩn thận. Những người này phần lớn là võ giả đến từ hương ngoài. Cho dù hắn nói ra thân phận lạc thủy hương tuần sát sứ của mình, cũng sẽ không tin. Mấu chốt là quá phiền. Hơn nữa tiết lộ thân phận cho những người này, chưa chắc đã là chuyện tốt ngươi ngay cả quỷ thệ cũng không dám phát khẳng định có che giấu hoặc là nói dối gì đó với chúng ta một võ giả hoán huyết đoạn đến từ ba đường đê khác nói ta đích xác có che giấu chu phàm thẳng thắn nói võ giả hoán huyết đoạn đó vốn còn muốn lên tiếng bức bách chu phàm nhưng chu phàm lập tức thừa nhận trong nhất thời khiến hắn có chút ngây ra tất cả mọi người ở trước cửa đều biến sắc chỉ là việc này không liên quan tới an nguy của bốn đường đê chỉ là một số bí mật liên quan đến cá nhân ta. Chu Phàm lại chậm rãi nói. Ngươi phải nói ra tất cả mọi chuyện, có liên quan tới an nguy của bốn đường đê hay không thì do chúng ta phán đoán. Võ giả hoán huyết đoạn của đường đê bờ bắt cười lạnh nói. Trước khi tới đây tìm Chu Phàm, những người chủ sự của đường đê bờ đông này đã nói với ba bờ bọn họ, Chu Phàm này lợi hại thế nào, không đến lúc bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không thể đắc tội nhưng hiện tại hắn thấy thái độ của chu phàm không cường ngạnh, tất nhiên hắn phải biến thành cường ngạnh. ta không muốn nói thì không ai có thể bức ta nói. hơn nữa hiện tại ta sắp rời khỏi đường đê. sắc mặt chu phàm bình tĩnh bước ra một bước về phía trước. lớn mật đã nói là ngươi cũng không thể đi rồi mà. hai võ giả hoán huyết đoạn cũng đạp bước công tới, bọn họ một người tay ngưng thành trảo chụp vào đầu vai chu phàm, tên còn lại thì một cước quét hạ bàn của chu phàm bất kể là trảo hay là cước đều có chân khí trắng thuần quét ra, nhanh tới chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, phát ra tiếng xoẹt xoẹt trong không khí. Hai võ giả hoán huyết đoạn này hiển nhiên rất ăn ý, phía sau bọn họ còn có ba võ giả hoán huyết đoạn đang rục trình chờ hành động. Ở trong mắt năm người bọn họ, cho dù Chu Phàm có lợi hại tới mấy, nhưng bọn họ đều là hoán huyết đoạn, dưới tình huống năm đánh một, Chu Phàm này tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Chu Phàm không xuất đao, hắn đang xách túi hành lý chỉ toàn thân trung lên một chút trong cơ thể có chân khí dồi dào ùa ra tầm một tiếng hai võ giả hoáng huyết đoạn chụp vào đầu vai chu phàm và quét về phía hạ bàn của chu phàm bắn ra trên mặt ba võ giả hoáng huyết đoạn ở đằng sau lộ ra vẻ ngưng trọng một khi bọn họ đỡ người sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền rồi thất bại tâm niệm xoay chuyển rất nhanh theo bản năng tránh hai võ giả đang bay về phía bọn họ điều này khiến hai võ giả trực tiếp nện xuống đất khiến bụi đất bay lên. Cảnh tượng lập tức biến thành yên tĩnh. Bọn họ nhìn thấy Chu Phàm thậm chí không vươn tay ra đã đánh bay hai võ giả hoán huyết đoạn. Ba võ giả hoán huyết đoạn đang đứng liên tục lui về phía sau, tầm mắt vừa nhìn về phía Chu Phàm, lại nhìn về phía hai đồng bạn vừa rơi xuống đất của mình. Trong một thoáng cực ngắn đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, lúc này bọn họ mới thấy rõ tình huống của hai võ giả ra tay trước một người đang giữ cánh tay máu chảy đầm đìa thấp giọng kêu thảm, một người khác thì xương đùi phải bị bẻ cong về phía sau, máu tươi từ trong ống quần hắn chảy ra, sắc mặt trắng bệch nhìn chân của mình. Điều này khiến tất cả mọi người ở trước cửa đều cấp tốc lui về phía sau. Thương nhân và quản sự thế gia được võ giả nhà mình bảo hộ, nhưng thân thể bọn họ đều trở nên hơi run run. Chu Phàm có thể nói là không ra một chiêu, võ giả hoán huyết đoạn đã bị thương thành như vậy, nếu chu phàm thật sự phóng tay muốn giết bọn họ bọn họ lại có bao nhiêu người có thể sống sót bọn họ sao có thể không sợ không ít người của đường đê bờ đông đều đang thầm hối hận không nên dẫn người của ba đường đê khác tới đây chu phàm vẫn chậm rãi bước về phía trước với lượng chân khí khổng lồ trong cơ thể hắn chấn bị thương hai võ giả hoán huyết đoạn cung cấp đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ có đôi khi giảng đạo lý không thông vậy chỉ có thể dùng quyền đầu phía trước không ai dám chặn đường nữa mà là nhao nhao tránh ra chu phàm thoải mái đi về phía ngoài đường đê mọi người trầm mặt nhìn bóng lưng của hắn không ai dám mở miệng nói muốn hắn ở lại giải thích cho rõ ràng như lúc trước theo bọn họ đây tuyệt đối không phải thực lực mà hoán huyết đoạn nên có rất có thể là khí khiếu đoạn thậm chí là ly mạch đoạn chu phàm đi ra được hai ba trượng hắn bỗng nhiên dừng bước xoay người lại nhìn mọi người sắc mặt mọi người cứng đờ chắc không phải là muốn gây sự với bọn họ chứ dẫu sao bọn họ vừa rồi khí thế hừng hực mà đến, muốn giữ người lại, nếu không phải Chu Phàm thật sự quá cường đại, bọn họ không giữ được, Chu Phàm thật sự có khả năng sẽ bị bọn họ bức cho phải lập quỷ thệ. Cho nên nếu Chu Phàm muốn tìm bọn họ làm phiền, vậy cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Chu Phàm quả nhiên đi tới bọn họ. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận cảm giác áp bức to lớn. Trốn, cho dù là mấy võ giả hoán huyết đoạn ở đây, cũng không nắm chắc chạy trốn trước mặt chu phàm cường đại như vậy bọn họ chỉ có thể thân thể cứng ngắc đứng đó nhìn chu phàm chậm rãi đi tới bên cạnh bọn họ chu phàm nhìn về phía người của đường đê bờ đông có gì từ từ nói chuyện gì cũng có thể thương lượng một thương nhân dùng nụ cười lấy lòng phá vỡ trầm mặc trong lòng hắn than thở không thôi lưu kháng thư quả nhiên lợi hại kiên quyết không chịu nhúng tay vào việc này bằng không lưu kháng thư ở đây nói không chừng còn có thể bảo lưu kháng thư khuyên nhủ người này đưa cho ta chu phàm đưa tay trái ra nói đưa gì quản sự thế gia ngẩn người hỏi thất khiếu đan các ngươi chắc không phải là muốn ăn quyệt chứ chu phàm lạnh lùng nói hắn thiếu chút nữa thì quên thu thù lao thương nhân quản sự thế gia của đường đê bờ đông đương nhiên không dám quyệt nợ bọn họ vội vàng lấy ra hai viên thất khiếu đang giao cho chu phàm vốn đã nói võ giả hoán huyết đoạn sống sót trở về đều được một viên cho thêm một viên là có ý xin lỗi chu phàm chu phàm không cự tuyệt mà là thu hồi hai viên thất khiếu đan mới không coi ai ra gì đi đến ngoài đường đê lưu kháng thư không nhúng tay vào việc này một là vì hắn và chu phàm cũng coi như có chút giao tình thứ hai hắn cho rằng chu phàm không dễ đối phó như vậy nhưng sau khi hắn biết việc này một mực phái người yên lặng chú ý người của hắn rất nhanh liền trở lại báo cáo chuyện phát sinh lúc ấy sau khi nói xong mới vẻ mặt bội phục nhìn lão gia nhà mình nói lão gia đúng là anh minh biết trước những người này không phải là đối thủ của chu phàm lưu kháng thư cười khổ cắt ngang sự tân bốc của thủ hạ anh minh cái rắm ta áp dụng cách làm cẩn thận nhất đúng ra ta nên lớn mật một chút đi tới trực tiếp đứng ở bên chu phàm như vậy mới có thể đạt được lợi nhuận lớn nhất hiện tại có nói gì cũng muộn rồi lưu kháng thư thở dài hắn có thể đã lỡ mất một bạn làm ăn tốt nhất chu phàm thừa nhận hắn đích xác che giấu một số chuyện vậy lão gia hôm nay có muốn rời khỏi hồ sen không chúng ta còn phải chuẩn bị rút khỏi đường đê không tên thủ hạ đó nghĩ nghĩ một chút hỏi ngươi có phải bị ngu không lưu kháng thư trợn mắt chu phàm lợi hại như vậy cũng phải khẩn cấp rời khỏi đường đê chứng tỏ nơi này thật sự rất nguy hiểm chúng ta ở lại đường đê để chờ chế cà cho dù phán đoán sai lầm không phát sinh gì chờ xác nhận không có nguy hiểm cùng lắm thì bỏ ra một cái giá cao để trở về nếu thực sự có chuyện lúc đó ngay cả mạng cũng không còn, hiện tại mau đi chuẩn bị của lão gia ta, trong nửa canh giờ ta muốn rời khỏi. Sau khi Chu Phàm rời khỏi đường đê, dẫn theo lão huynh một mực đi về phía trước, trên đường không giống như trước kia, cố ý đi liệp sát quái quyệt, mà là tấm đầu đi đường. Cho đến lúc giữa trưa, hắn mới ngồi xuống nghỉ ngơi dưới một gốc cây cạnh xích đạo. Với cước lực của hắn, thời gian nửa ngày hắn đã rời khỏi thất liên đường được một đoạn cự ly rất xa, điều này khiến hắn cũng thở phào chủ nhân mà quyệt liên quân nói, mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Hiện tại đã rời xa thất liên đường, quyệt liên quân cũng không phải hắn tự tay giết, mà là tự bạo, cho dù sau khi quái quyệt cường đại đó tỉnh dậy có năng lực thông thiên, chắc cũng không quá có khả năng tìm được tới hắn. Khi Chu Phàm nghĩ như vậy, hắn vội vàng ăn một chút lương khô sau đó dặn dò lão huynh và tiểu quyển cảnh giới cho hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tâm thần vào long thần ngữ điển ở trong đầu. Qua khoảng nửa canh giờ, hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ suy tư bên trong long thần ngữ điển nói chi tiết phương pháp tu luyện long thần ngữ nhưng phương pháp tu luyện long thần ngữ này là cho thần long của long thần nhất tộc người và rồng có khác biệt rất lớn hắn có chút không dám xác nhận người có thể tu luyện thành công hay không dẫu sao từ chỗ hắc long biết được hắn là nhân loại thứ hai dung hợp long thần huyết long thần nhất tộc đương nhiên sẽ không chuyên môn sáng tạo một môn bí thuật tu luyện long thần ngữ cho nhân loại có điều sau đó hắn lại nghĩ hắc long tức giận như vậy Phương pháp tu luyện này chắc cũng hữu hiệu đối với con người. Hắn không nghĩ nhiều, mà là bắt đầu tập trung sự chú ý, thử thông qua máu mới đã dung hợp long thần huyết trong cơ thể để kết nối với pháp tắc vi lạp, hạt pháp tắc tồn tại trong thiên địa. Đây là bước đầu tiên để tu luyện long thần ngữ, chỉ có cảm ứng được pháp tắc vi lạp tồn tại trong thiên địa, mới xem như nhập môn long thần ngữ. Long ngữ là thiên phú cường đại của long tộc, mở miệng là có thể điều động lực lượng đặc thù trong thiên địa mà long thần ngữ tất nhiên là thiên phú cường đại nhất trong long thần nhất tộc long thần ngữ hắn tu luyện bởi vì nguyên nhân hắn vốn không phải là thần long đã định trước là không trọn vẹn nhưng cho dù là nắm giữ một bộ phận long thần ngữ loại năng lực này tuyệt đối đủ cường hãn trong long thần ngữ điển ghi chép cho dù là lịch đại thần long của long thần nhất tộc không phải mỗi con thần long đều có thể tu luyện long thần ngữ đến trình độ đỉnh phong tu luyện long thần ngữ đối với thần long cũng không dễ dàng càng đừng nói là một nhân loại như Chu Phàm. Sau nửa canh giờ, hắn dựa theo biện pháp mà Long Thần Ngữ Điển ghi lại để vận chuyển lực lượng trong máu của cơ thể, có thể lờ mờ cảm ứng được pháp tắc vi lạp tồn tại trong thiên địa, nhưng vẫn chưa đạt tới mức rõ ràng như trong Ngữ Điển có nói. Hắn xoa mi tâm có chút đau đớn, tu luyện Long Thần Ngữ rất tốn huyết khí, xem ra không phải nhất thời tam khắc là có thể nhập môn. Hắn ngừng lại, sau đó bắt đầu săn thú ở giả ngoại vấn đề long thần ngữ xem như tạm thời đã được giải quyết, công pháp khí khiếu đoạn chưa có tin tức, nhưng số sâu xám lớn hiện tại của hắn chỉ có hơn 100 con, bất kể là câu hay là từ trong tay hắc long đổi công pháp khí khiếu đoạn trình độ cao nhất, đều cần tích lũy một lượng lớn sâu xám mới được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh lại qua 3 ngày. Ba ngày này Chu Phàm vừa khắc khổ tu luyện Long Thần Ngữ Liệp Sát Quái Quyệt, vừa hướng tới Liên Mưu Thành của Liên Mưu Lý, ngày tháng rất bình tĩnh, nhưng hắn không biết là, thời gian ba ngày này, bốn đường đê đã rơi vào trong một mảng hỗn loạn. Ngày Chu Phàm rời khỏi thất liên đường, có người giống như Lưu Kháng Thư, không hề do dự lựa chọn rời khỏi bốn đường đê. Những người này có võ giả, thương nhân, quản sự thế gia cùng với một số người thường, nhưng cũng có không ít người không đành lòng bỏ qua lợi ích trước mắt, do dự tiếp tục giữ lại. Người ở lại đương nhiên cũng sợ, sợ thất liên đường thật sự có quái quyệt đáng sợ từ trong quý khu đi ra, giết chết toàn bộ bọn họ, đội vớt thay không dám ra thuyền nữa thế là tìm người ở bên bờ cả ngày thay phiên nhau nhìn chằm chằm liền trở thành biện pháp duy nhất một khi phát hiện tồn tại nguy hiểm to lớn đến lúc đó tất cả mọi người sẽ không chút do dự bỏ chạy khỏi đường đê theo bọn họ đây là biện pháp đáng tin cậy nhất trước khi chưa nhìn thấy nguy hiểm muốn bọn họ giống như những người đã rời khỏi đường đê trước người ở lại đều không muốn ngày đầu tiên trôi qua trong an ổn không phát sinh bất kỳ chuyện gì điều này khiến thương nhân Quản sự thế gia, võ giả vẫn ở lại bốn đường đê đều thầm thở phào. Trong lòng bọn họ thậm chí lờ mờ nghĩ, có lẽ Chu phàm chỉ là nói chuyện giật gân, chuyện không phải như hắn nói. Nhưng cho dù là vậy, bọn họ cũng không dám thả lỏng, vào ban đêm khó dám thị nhất, vẫn để các võ giả đốt từng đống lửa trại ở bên bờ, tiếp tục chăm chú nhìn hồ sen, phòng ngừa hồ sen vào ban đêm lại xuất hiện biến hóa khó có thể tưởng tượng, mà bọn họ lại không biết gì ngày hôm sau khi trời vừa sáng cuối cùng đã phát sinh biến hóa. Phát hiện biến hóa đầu tiên là các võ giả ngồi giám thị hồ sen ở bốn bờ, ở trong mắt bọn họ, lá sen xanh biếc, hoa sen hồng nhạt trên mặt nước của hồ sen đang héo rũ. Hiện tại là đầu tháng 10, chính là thời tiết điêu linh hoa sen héo rũ, nhưng điều này khiến sắc mặt các võ giả ngồi canh chừng lại đại biến, bởi vì thất liên đường rất đặc thù, hoa sen của thất liên đường bốn mùa đều xanh, không hề điêu linh, phóng mắt nhìn quanh, trên mặt nước vô ngần đều là cảnh tượng cuốn sen héo rũ vàng khè đổ gãy. Các võ giả ở trên bờ lập tức có một nửa xoay người chạy tới đường đê của mình, mang tin tức về. Tất cả mọi người ở đường đê nhận được tin tức chạy tới, bọn họ nhìn hoa sen triệt để héo rũ trong một đêm, sắc mặt biến thành khó coi. Gió thu thổi tới, mang theo một cổ khí vị của bùng lắng hỗn hợp với hoa sen héo rũ thối rữa, thổi tới trên bờ. Tất cả mọi người trên bờ sông ngửi thấy khí vị hôi thối đặc biệt này, bọn họ bịt mũi cuốn quyết lui về phía sau sợ trong khí vị này lại mang theo kịch độc có thể khiến thân thể bọn họ thối rửa chỉ có điều rất nhanh liền chứng thực khí vị hôi thối phát ra từ thất liên đường này không có tính đặc thù gì điều này khiến bọn họ yên tâm nhìn cành gãy lá héo trôi trên mặt nước hồ sen thế này là sao không biết các ngươi có ai đã thấy lá sen trong hồ sen héo rủ bao giờ chưa chưa tiếng thì thầm to nhỏ tương tự không ngừng vang lên trong hồ sen lại có một bộ phận nhỏ người vì loại biến hóa này mà chạy tới đường đê, bọn họ định thu thập hành lý rồi mới rời khỏi nơi này. Nhưng phần lớn người vẫn ở lại trên bờ sông, tiếp tục quan sát. Rất nhanh bọn họ lại thấy nước hồ xanh biếc có vần màu đỏ nhuộm ra, nước màu máu đang không ngừng lan ra, dụng nước hồ xanh biếc thành cùng màu với nó. Điều này lại dọa cho hơn một nửa người trên bờ bỏ chạy, bọn họ chạy tới đường đê, chỉ có số ít người lớn mật vẫn ở lại trên bờ quan sát số ít người này lại có không ít vỏ giả được thương nhân nhà mình hoặc quản sự thế gia thuê đến ở lại là để dễ quan sát sự phát triển của tình thế hơn. Bốn đường đây là một mảng hỗn loạn, có người chạy về nhà thu thập hành lý, có người thừa cơ đánh cướp, có người thừa cơ muốn kết liễu thù oán, dạng người gì cũng có. Tiếng tranh cãi quát mắng ồn ào náo động không dứt. đương nhiên cũng có người sợ không kịp, trực tiếp không mang theo gì, bỏ chạy ra ngoài đường đê một bộ phận người này phần lớn là thương nhân quản sự thế gia kiên trì lưu thủ, bọn họ hiện tại thấy thật sự đã xảy ra chuyện, cũng rất quyết đoán muốn rời khỏi đường đê trước. Về phần tài vật bọn họ để lại đường đê, tự nhiên có người dưới tay hỗ trợ thu thập, bọn họ nghĩ tới đầu tiên là bảo đảm sự an toàn của mình. Chỉ có điều đám người đào vong trước tiên này khi chạy tới bên rìa đường đê, bọn họ không thể không đứng lại, bởi vì bên rìa đường đê đã ngưng kết ra từng đoàn huyết thủy, những huyết thủy này có hình dạng giống với hoa sen trong hồ, cứ như vậy từng gốc vắt ngang trước người bọn họ. Bốn đường đê đều bị huyết thủy liên hoa, hoa sen nước máu bao vây. Đây rốt cuộc là cái gì vậy?" một thương nhân gấp giọng mở miệng hỏi. Không ai trả lời câu hỏi của hắn, không ai nhận ra được huyết thủy liên hoa này là cái gì. Nhưng dưới bản năng cầu sinh, các võ giả của bốn đường đê có ý định giải quyết huyết thủy liên hoa. Bọn họ không dám dùng tay đao kiếm trong công kích gần mà là từ xa xa bắn ra phù tiễn về phía huyết thủy liên hoa ầm một tiếng phù tiễn xuyên qua huyết thủy liên hoa sau đó triệt để nổ tung khiến cho huyết thủy bắn ra tứ tán mọi người sớm đã tránh ra xa không để bị dọc nước màu máu lây dính sau khi phù tiễn xuyên qua huyết thủy liên hoa lại ngưng tụ nhân thân của người bắn tên nhanh chóng thối rửa da của bọn họ nứt ra vô số máu tươi rào rào cùng với huyết nhục nội tạng chảy xuống giống như đổ một trận mưa bọn họ phát ra tiếng kêu thê lương, họ hét hy vọng có người có thể cứu bọn họ. Nhưng không ai dám tới gần những người bắn tên này, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi trốn, nhìn các võ giả bắn tên chết đi, cho đến khi chỉ còn lại một khối xương trắng, huyết thủy bọc thịt nát thành một đống thấm vào trong bùn đất. Là nguyền rủa, nguyền rủa đáng sợ quá. Không ít người đều sợ hãi lại lui vài thước. Huyết thủy liên hoa cao tương đương với người, lại không có ý triển khai truy kích với bất kỳ ai bọn họ dường như đã bị nhốt, càng là như vậy, bọn họ lại càng muốn chạy trốn. Lại có vài võ giả không nhịn được, đã không thể công kích, bọn họ nhẹ nhàng nhảy lên, phóng qua huyết thủy liên hoa chặn đường, hạ xuống bên kia. Chỉ là không chờ trên mặt bọn họ nở nụ cười, thân thể của bọn họ đã giống như những người bắn tên đó, bắt đầu thối rửa, dùng tốc độ cực nhanh bong ra từng màn huyết nhục, sau đó hóa thành từng khối xương trắng. Huyết thủy liên hoa này không thể công kích không thể bay qua, có người lẩm bẩm hắn đã sợ tới toàn thân run rẩy bọn họ thật sự bị nhốt rồi tất cả thương nhân quản sự thế gia võ giả bị nhốt sắc mặt ai nấy đều khó coi vô cùng hối hận hối hận vì không sớm rời khỏi nơi này bằng không cũng không bị vây ở đây càng lúc càng nhiều người biết huyết thủy liên hoa đã bao vây bốn đường đê có người không cam lòng thử phá huyết thủy liên hoa vận khí tốt thì chỉ không thu hoạch được gì vận khí không tốt thì lại bị trúng nguyên rủa đặc thù, hóa thành huyết thủy xương trắng chết đi. Người dám thử càng lúc càng ít. Những thương nhân, quản sự thế gia và mấy võ giả hoán huyết đoạn ít ỏi của bốn đường đê đều thương lượng với nhau, hy vọng có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Nhưng huyết thủy liên hoa không thể giải quyết đơn giản như vậy, sợ hãi khuếch tán trong đám người. Không ai biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng rất nhanh có người chạy về đường đê, nói hồ sen lại phát sinh biến hóa kinh người mọi người không thể chạy thoát chỉ có thể về lại bên hồ sen quan sát biến hóa trên mặt nước bốc lên từng làn khói trắng nước của toàn bộ thất liên đường đều trở nên sôi trào giống như là đun nước sôi đồng thời loại sôi trào này khiến cho nước hồ xuất hiện giảm xuống hoa héo lá tàn bị đun thành bã mực nước giảm xuống có rất nhiều thi thể kỳ quái bồng bềnh nổi lên có các loại thi thể quái quyệt hình thù kỳ quái như thủy thi quái quyệt, ban si ngư. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người đều trắng bệch. lúc trước bọn họ một mực suy nghĩ, trong thất liên đường có quái quyệt nhiều tới đếm không hết đang sinh tồn, hoa sen héo rũ, những quái quyệt này đó rốt cuộc ở đâu? Lại đang làm gì? Hiện tại bọn họ biết rồi, quái quyệt của thất liên đường chắc đều chết cả. Sự thực này khiến bọn họ run sợ không thôi biến hóa kịch liệt của thất liên đường khiến bọn họ cảm thấy hô hấp dường như cũng biến thành khó khăn cũng là một bộ phận nhỏ người lưu lại nhìn chằm chằm thất liên đường người còn lại thì nghĩ cách làm thế nào để chạy ra khỏi đường đê bọn họ biết phải mau chóng giải quyết huyết thủy liên hoa chặn đường có điều rất nhanh bọn họ không cần nghĩ biện pháp giải quyết huyết thủy liên hoa nữa bởi vì huyết thủy liên hoa xuất hiện đột ngột đã sụp đổ rơi xuống đất hóa thành tiếng nước rào rào dễ nghe trên mặt không ít người của bốn đường đê đều vì thế mà lộ ra vẻ vui mừng nhưng trong nhất thời không ai dám lướt qua vũng máu mà rời khỏi đường đê vì sao huyết thủy liên hoa lại vô duyên vô cớ phân tán đầy đất đấy chưa chắc đã là chuyện tốt ngay khi mọi người đang do dự nghĩ cách thăm dò máu từ huyết thủy liên hoa hình thành có tồn tại nguyền rủa hay không có tiếng ca thê lương từ bên thất liên đường phiêu đãng bay tới tiếng ca giống như khóc vang lên khiến tất cả mọi người trên bốn đường đê đều vì thế mà thương tâm rơi lệ. Tất cả mọi người cảm thấy cảm xúc của mình không đúng, toàn thân bọn họ rung lên, khủng bố cực lớn hiện lên trong lòng bọn họ, mọi người cũng chẳng quản được nhiều, che nhau chạy ra ngoài đường đê. Bọn họ chỉ muốn rời khỏi thất liên đường khắp nơi đều quỷ dị này. Chỉ là bọn họ vừa tới gần máu huyết thủy liên hoa phân tán hình thành, lại phải dừng chân. Hai mắt bọn họ đã mất đi thần thái có, bọn họ xoay người giống như cái xác không hồn đi về hồ sen. Từ trên cao nhìn xuống, người của bốn đường đê xếp thành đội ngũ giống như đường kiến, đến đi tới trên bờ hồ sen, tiến vào trong nước hồ. Chìm vào trong nước đang sôi trào, rất nhanh vô số nhân thi được nấu như lại nổi trên mặt nước, giống như thi thể của những quái quyệt đó, theo mực nước giảm xuống, trôi tới trung tâm hồ sen. Tiếng ca thê lương mãi lâu sau chưa tiêu tan, vẫn vang vọng trên mặt nước. Gió thu thổi trên bốn đường đê, trên đường đê không còn ai chỉ có tiếng ca bi thương đang phiêu tán khiến cho tiếng gió cũng biến thành nức nở nghẹn ngào thi thể của quái quyệt thi thể của nhân loại còn có rất nhiều sen khô chủng loại khác nhau cùng với tài liệu đa tạp dần dần tan chảy dưới nước hồ sôi trào nhiệt độ cao khiến cho nước hồ biến thành ba loại màu sắc hỗn hợp quái dị từ đen xì trắng ẩn đỏ rực cái này giống như dùng nồi đất dung thuốc vị thuốc hết khó ngửi mực nước vẫn đang không ngừng bốc hơi trầm xuống theo nước trầm xuống có thể nhìn ra thất liên đường trên chỉnh thể đã hiện ra hình nón, khiến cho tất cả mọi thứ trên mặt nước đều từ giáp khu trôi tới quý khu ở trung tâm nhất của hồ sen. Tốc độ trầm xuống rất nhanh, loại cảm giác thê lương bi thương của tiếng ca càng lúc càng trầm trọng, lờ mờ có dấu hiệu khuếch tán ra ngoài hồ sen. Ở bốn góc của quý khu bồng bình bốn thân ảnh, một thân ảnh cao tám thước, một thân ảnh thấp bé như một con chó, một thân ảnh giống như một quả cầu, một thân ảnh màu đen không nhìn rõ trừ một số quái quyệt vô cùng đặc thù đã chạy trốn trước, lúc này bọn họ là bốn quái quyệt cuối cùng sống sót ở thất liên đường. Bọn họ không chịu ảnh hưởng của tiếng ca thê lương, đóng giữ ở bốn góc, trầm mặt nhìn vòng xoáy quý khu hình thành, tất cả mọi thứ trên mặt nước đều bị hút vào trong vòng xoáy. Chủ nhân của bọn họ đang hấp thu những thứ này, đợi nước hồ một giọt cũng không còn chính là lúc chủ nhân bọn họ thức tỉnh. Ta đã tới chậm. Một tiếng thở dài già nua từ đường đê bờ Tây truyền đến tiếng thở dài có thể xuyên qua tiếng ca truyền tới quý khu khiến bốn quái quyệt thực lực cường đại hơi biến sắc quái quyệt đóng giữ ở ba phương hướng đông nam bắt lập tức bồng bềnh bay về phía tây bốn quái quyệt đứng chung một chỗ nhìn về phía đường đê bờ tây một thân ảnh cao lớn hơi gù lưng chậm rãi xuyên qua trong sương trắng trên mặt nước lúc ban đầu sớm đã không còn nước lão nhân mặc ào dài rộng màu xám cứ như vậy bồng bềnh trong không trung hắn có râu bạc hỗn độn không tu sửa tóc lại được buộc tỉ mỉ thành một quán kế nhỏ nhưng trên trán phải lại có một lúng tóc rủ xuống vừa hay che khuất mắt phải của hắn ta đã tới chậm lão nhân cúi đầu nhìn nước hồ ba màu đen trắng đỏ dưới chân lại thở dài nói bốn quái quyệt lạnh lùng nhìn lão nhân không nóng lòng động thủ có thể không bị ảnh hưởng trong tiếng ca thê lương của chủ nhân mà đi tới đây tuyệt đối không phải người thường tình huống hiện tại kéo dài càng lâu càng tốt chỉ cần cường giả nhân loại này không quấy rầy sự thức tỉnh của chủ nhân chúng không cần thiết phải xuất thủ chỉ là có khả năng này sao bốn quái quyệt không cho rằng lão nhân sẽ trơ mắt nhìn chủ nhân nhà mình thức tỉnh mà không làm gì bốn đứa chúng đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu nằm ngoài dự đoán của chúng là lão nhân một mực không động thủ chỉ yên lặng cúi đầu nhìn đáy hồ tầm mắt của lão nhân lại không hề hướng tới trên người bốn đứa chúng giống như bốn đứa chúng không tồn tại vậy điều này khiến bọn chúng càng trở nên kinh nghi bất định vòng xoáy ở đáy nước càng lúc càng nhanh nước hồ triệt để bị hấp thu có thể thấy bùn lắng xoay tròn ở đáy hồ nhìn bùn lắng màu đen khoái động dưới mấy chục trượng bốn quái quyệt lộ vẻ vui mừng chủ nhân hoàn thành hấp thu rồi rất nhanh sẽ thức tỉnh tuy không rõ vì sao lão nhân không xuất thủ nhưng chờ chủ nhân tỉnh lại kết cục của lão nhân này cũng chỉ có một đó chính là chết bùn lắng ở đáy hồ dưới cái nhìn chăm chú của một người bốn quái quyệt ngừng xoay tròn một cốt trảo màu máu từ trong bùn lắng thò ra sau đó là đầu khô lâu đỏ như máu hiện lên bất kể là cốt trảo màu máu là hay là đầu khô lâu đều không dính một chút nước bùn đầu khô lâu hơi ngẩng lên có quan mang đỏ như máu ngưng tụ trong hốc mắt trống rỗng ngưng tụ thành đồng tử huyết nhục giống như con người sâu trong con ngươi ẩn tàng quang mang màu đỏ phức tạp nó thấy lão nhân bồng bềnh trong không trung có điều cặp đồng tử đó của nó vẫn bình tĩnh nó từ trong bùn lắng bồng bềnh bay lên khô lâu hình người cao khoảng một trượng toàn thân màu đỏ xương cốt hiện lên từng vòng huyết văn nó chậm rãi bay lên không trung không khí cũng bởi vì sự xuất hiện của nó mà biến thành cực nóng cho đến khi đứng ở cùng một độ cao với lão nhân nó mới dừng lại cấp nhau đồng tử huyết nhục nhìn chung quanh tiếng ca thê lương từ trong xương cốt phát ra có điều rất nhanh liền ngừng lại bốn quái quyệt phục tùng cúi đầu quỳ lạy chủ nhân của mình lão nhân mặc áo màu xám dài rộng từ lúc hồng cốt khô lâu khô lâu xương đỏ xuất hiện tầm mắt của hắn một mực không rời khỏi hồng cốt khô lâu hồng cốt khô lâu hờ hững nhìn lão nhân, miệng nó một đóng một mở, có thanh âm nữ tử lạnh lùng truyền ra ngươi không phải đối thủ của ta, tới tìm chết cà, chỉ cần ngươi không muốn chết, vậy ta sẽ không phải chết. Lão nhân vẫn bảo trì thần sắc bình tĩnh, nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi là một đệ tử năm đó đi theo bên cạnh lão thư sinh ấy. Hồng cốt khô lâu trầm mặt một chút, nói. Không ngờ ngươi vẫn nhớ ta. Lão nhân cười nói, hắn chỉ sợ hồng cốt khô lâu ngủ quá lâu, quên mất hắn, vậy có lẽ hắn sẽ chết. Bởi vì hồng cốt khô lâu vừa rồi là nói một sự thật, hắn không phải đối thủ của quái quyệt này. Lão thư sinh vẫn chưa chết ư, hồng cốt khô lâu hỏi. Thân thể của lão sư rất tốt, ăn khỏe ngủ ngon. Gương mặt lão nhân nghiêm lại. Đã như vậy, vì sao hắn không đến, hồng cốt khô lâu nói, thanh âm của nó lộ ra rất thê lương, nhưng trong lời nói lại toàn là ý thăm dò. Nếu xác nhận lão thư sinh đã chết, nó có thể phóng tay giết nhân loại dám xuất hiện ở trước mặt nó này. Lão sư nghĩ hồng cốt tiên sinh sẽ không nguyện ý ngủ say nữa, thà để thời gian vào đọc sách, chứ không muốn đi một chuyến tay không, cho dù để ta tới đây bàn chuyện với hồng cốt tiên sinh trước. Sắc mặt lão nhân lạnh lùng nói. Nhắc tới ngủ say, cặp đồng tử của hồng cốt khô lâu co rút lại, nó nhìn lão nhân với vẻ oán độc nếu không phải ta không thể thoát khỏi nơi này, cho dù thức tỉnh, cứ qua mỗi một đoạn thời gian ra ngoài đều khó tránh khỏi phải về nơi này một lần, Ngươi dám nói chuyện với ta à? Lão nhân nói nếu không phải như vậy ta quả thật là không dám tới. Lần này ta tới đây chỉ đại biểu cho lão sư nói với Hồng Cốt Tiên Sinh. Lão nhân gia hy vọng Hồng Cốt Tiên Sinh thu liễm một chút, đừng làm ra chuyện tàn. Sát nhân tộc, nếu không hắn sẽ lại phải lao lực chạy tới đây một chuyến. Như vậy bất kể là đối với Hồng Cốt Tiên Sinh hay là đối với chúng ta đều rất không tốt. Không biết Hồng Cốt Tiên Sinh có đồng ý không? Hồng Cốt khô lâu không vội trả lời. Nó chỉ lạnh lùng nhìn lão nhân hiện tại là triều nào, tất nhiên vẫn là ngụy triều cường thịnh lão nhân sớm có dự đoán hồng cốt khô lâu sẽ hỏi như vậy hắn bình tĩnh trả lời chỉ cần ngụy triều không ngã cùng với đám cường giả lão sư vẫn còn quái quyệt thực lực cường hãn này cũng không dám đầy tàn sát cặp mắt thịt của hồng cốt khô lâu lại co rút lộ ra vẻ kiên kỵ vẫn là ngụy triều à nếu hồng cốt tiên sinh hoài nghi ta nói dối cứ đi thăm dò kiểm chứng là được lão nhân cười nói hắn không cần thiết phải nói dối trên loại chuyện này, trong lòng hồng cốt khô lâu cũng hiểu, nó lạnh lùng nói ngươi có thể đi rồi. Lão nhân miễn cười, chắp tay với hồng cốt khô lâu, đi về phía tây. Đợi đã. Hồng cốt khô lâu bỗng nhiên mở miệng nói. Lão nhân chỉ mới bước ra được hơn 10 bước, hắn đưa lưng về phía hồng cốt khô lâu, sắc mặt có biến hóa vi diệu, có điều vẫn bảo trì trấn tĩnh xoay người nhìn hồng cốt khô lâu còn có chuyện gì à, hồng cốt khô lâu liếc bốn thủ đang cúi đầu chậm rãi nói một thủ hạ của ta chết rồi khi nó thức tỉnh quyệt liên quân không có mặt vậy khẳng định là đã chết lão nhân trầm giọng nói vậy thì sao người thức tỉnh chúng ta đã chết bao nhiêu người người nói rất có lý đây là chuyện không tính được bất kể là thủ hạ của ta hay là những nhân loại quái quyệt bị ta giết chết bọn họ chết đều là bởi vì bọn họ quá yếu cũng không oán được ai Hồng Cốt Cô Lâu trầm mặt một chút lạnh lùng nói. Thấy Hồng Cốt Cô khô Lâu không có ý truy cứu nữa, lão nhân hừ một tiếng, xoay người lại đạp không mà đi, trong chớp mắt đã biến mất. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ mấy hơi thở đã rời xa thê lương đường. Lúc này lão nhân mới dừng bước, hắn quay đầu nhìn về phía thê lương đường, xác nhận Hồng Cốt Cô Lâu thật sự không đuổi theo, hắn mới giống như bị kinh hãi, hít thở mạnh, sắc mặt một mực bình tĩnh lờ mờ trở nên trắng bệch hù chết lão phu may mà lão quái vật này bị lão phu hù dọa nếu thực sự động thủ nó dùng một tay cũng có thể diệt lão phu lão nhân lau mồ hôi trên trán lão nhân lại thở dài một tiếng không ngờ nó lại thức tỉnh nhanh như vậy so với phỏng đoán của lão sư thì còn sớm hơn mấy chục năm một khi hồng cốt khô lâu bắt đầu thức tỉnh là không thể ngăn được cho nên vừa rồi hắn không thử xuất thủ về phần giết nó lão sư của hắn xuất thủ khẳng định có thể thắng được hồng quốc khô lâu nhưng tối đa chỉ khiến nó lại lâm vào ngủ say chứ không thể giết chết nó chỉ là một khi khiến nó lâm vào ngủ say phải làm tốt chuẩn bị tâm lý sau đó nó tỉnh lại sẽ báo thù dẫu sao đám người giống như lão sư không thể vĩnh viễn trong giữ thê lương đường chờ nó thức tỉnh lần nào thì lại khiến nó ngủ say lần đó lần trước khiến nó ngủ say sở dĩ nó sau khi tỉnh lại không điên cuồng trả thù đó là bởi vì nó phá quy củ trước, lão sư xuất thủ, nó cũng không dám có bất kỳ oán hận gì. Loại quái quyệt vừa khó giết lại có trí tuệ này, chỉ có thể ký kết quy củ với nó, không cho nó quá sàng bậy. Sau khi trở về, bảo bên nghi loan ti thiết lập vùng thê lương đường thành cấm địa, nghĩ cách phái người đến giám thị lão quái vật này, cho dù nó đáp ứng, cũng không thể lơ là. Rất nhanh lão nhân đã nghĩ tốt nên làm như thế nào. Đúng lúc này ngọc bội xanh tươi bên hông hắn hơi rung rung, tỏa ra quan mang màu xanh thản nhiên. Lão nhân cầm lấy ngọc bội, nhẹ nhàng điểm vào phù văn ở giữa. Trong ngọc bội có thanh âm nam tử giống như chung lớn truyền tới canh điền, chuyện thế nào rồi, mặt lão nhân lộ vẻ bất đắc dĩ lão sư, tên của ta là Trọng Điền. Cày ruộng hay trồng ruộng cũng thế thôi, bên kia truyền đến tiếng cười to sang sảng. Trọng Điền nghẹn lời nhìn trời, hắn lại bị lão sư dùng loại chuyện cười này treo chọc rồi. Trọng Điền thu thập lại tâm tình, Kể chi tiết lại chuyện gặp Hồng Cốt khô lâu, trong giảng thuật của hắn, bên kia Ngọc bội không ngừng truyền đến tiếng cười chút đáng khinh. Hắn biết, lão sư khẳng định là không nghiêm túc nghe, đang đọc sách. Chuyện đại khái chính là như vậy. Trọng Điền nói xong, trên mặt hắn lộ vẻ oán giận, "Lão sư, lần sau chuyện phiền phức như vậy để mấy vị sư huynh thực lực cường đại đi đi, ngươi cũng không nghĩ mà xem, vạn nhất nó ngủ quá lâu, vừa tỉnh lại trở nên kích động lại làm thịt ta thì sao?" ngươi lại người tóc trắng tiễn kẻ tóc trắng bất một đệ tử tốt đến lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi canh điền ta cũng là không có biện pháp vả lại không phải ngươi vẫn nguyên vẹn à có ta ở đây bộ khô lâu đỏ đó sao có gan làm hại ngươi người bên kia hờ hững nói canh điền ngươi chính là lá gan quá nhỏ lão sư không phải thường xuyên dạy ngươi à dù cả vạn người ta vẫn không ngại càng sợ chết lại càng dễ chết gặp phải nguy hiểm phải có khí thế thẳng tiến không lùi nhớ lại trận chiến năm đó lão sư ta dũng mãnh biết bao hai lão đầu tử không thể biết cấp bao vây ta muốn làm thịt ta còn không phải là để ta chạy thoát à tam sư huynh kể cho ta có lần ngươi uống say hắn hỏi ra mới biết nói lần đó ngươi thực sự gặp hai lão đầu tử không thể biết cấp có điều vào thời khắc mấu chốt là ngươi cẩu thả định hót bọn họ còn thiếu mỗi nước cởi nốt quần mới may mắn chạy thoát trở về sắc mặt trọng điền có chút tối sầm nói bên kia trầm mặt một lúc, mới có thanh âm căm tức nói lão tam hồ ngôn loạn ngữ, lời nói khi say, có thể tin được à, trọng điền cười cười, ta lại cảm thấy câu sau khi say rượu thổ chân ngôn khẳng định là có lý, có điều lão sư nói không thể tin, vậy không tin. Hừ, không nói nữa, ta còn phải đọc sách. Lão nhân ở bên kia có chút không vui nói. Lão sư, ngươi đọc sách ít thôi, chú ý thân thể. Nhắc tới đọc sách, mặt trọng điền lộ vẻ quan tâm nói khó mà làm được lắm, trong sách có hoàng kim ốc, trong sách có nha như ngọc. Nhưng sách lão sư ngươi đọc là nếu không thì sao lại nói trong sách đều có nha như ngọc, chuyện phát sinh ở thê lương đường, chu phàm tạm thời vẫn chưa biết, hắn vẫn đang khổ tu ở giả ngoại. Buổi sáng ngày thứ tư, hắn sắc mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng dưới đất, trên mắt phủ lên ánh sáng màu giống như hoàng kim. Trong cơ thể huyết khí sôi trào, khiến cho hắn tiến vào một loại trạng thái vô cùng huyền diệu, hắn cuối cùng cũng thấy được rõ ràng pháp tắc vi lạp phiêu đảng trong thiên địa. Những hạt nhỏ này đại bộ phận hiện ra màu xám, trong hạt nhỏ thỉnh thoảng xen lẫn một chút bụi nhỏ màu vàng. Màu xám đại biểu cho đó là lực lượng pháp tắc mà hắn vĩnh viễn không thể thuyên chuyển, pháp tắc mà long thần ngữ điển ghi chép có rất nhiều, có pháp tắc ngũ hành, pháp tắc tốc độ, pháp tắc sinh tử, pháp tắc âm dương, pháp tắc không gian vân vân, nhiều không đếm xuể. Trên lý thuyết thần long của long thần nhất tộc có thể nắm giữ học tập tất cả pháp tắc, nhưng pháp tắc đều rất huyền ảo, cho nên mỗi một con thần long sẽ đặt tinh lực vào hai loại pháp tắc, bằng không sẽ tham nhiều ăn không tiêu. Chu Phàm không có quyền lựa chọn, hắn chỉ có thể cực vận khí một chút, hắn vốn không phải là thần long, có thể học tập pháp tắc mà cường giả cảnh giới cao thâm mới có thể tu luyện, đã là chuyện rất may mắn rồi. Bất kể là loại pháp tắc gì, hắn đều có thể chấp nhận. Hắn hít sâu một hơi, khiến mình bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, há miệng phát ra một âm tiết cổ quái đây là từ đơn điều động pháp tắc của long thần ngữ con mắt vàng óng ánh của hắn có thể nhìn thấy hạt nhỏ màu vàng đang nhanh chóng hội tụ thành một quả cầu nhỏ màu vàng quả cầu nhỏ màu vàng tụ hợp lại lập tức lại nổ tung hóa thành gợn sóng màu vàng lan ra gợn sóng màu vàng khuếch tán ra xung quanh xuyên qua thân thể hắn khiến cho trong lòng hắn hiện lên một cổ minh ngộ hiểu được pháp tắc hắn có được là gì lúc này phiến lá khô vàng trên cây rơi xuống sau khi phiến lá tiến vào trong phạm vi của gợn sóng màu vàng bồng bềnh trong không trung, chỉ là dùng tốc độ rất chậm từ từ hạ xuống. Một con phi trùng vỗ cánh bay qua, cũng biến thành chầm rãi, giống như ngừng hình. Tất cả trong gợn sóng màu vàng, bất kể là lá cây bay xuống hay là phi trùng, con kiến bò trên mặt đất, đều chỉ dùng một loại tốc độ chậm chạp mà động. Hắn nhìn tất cả biến hóa xung quanh, máu sôi trào càng lúc càng lợi hại, đầu giống như vỡ ra, trong miệng hắn lại thốt ra một âm tiết. Gợn sóng màu vàng hóa thành hạt nhỏ màu vàng phiêu tán đầy đất, màu vàng trong mắt rút đi, khôi phục đen xì, hắn không thể nhìn thấy pháp tắc vi lạp nữa. Hắn dụi dụi mi tâm đang đau đớn, Long thần ngữ thuyên chuyển pháp tắc có yêu cầu cực cao đối với máu và nhân hồn. Với trạng thái hiện tại của hắn tối đa chỉ duy trì được trạng thái trong hai hơi thở, sau hai hơi thở nếu cường hành chống đỡ, vậy sẽ tạo thành tổn hại đối với thân thể, nghiêm trọng là máu sẽ nổ tung trong cơ thể hoặc là nhân hồn không chống đỡ được, trực tiếp biến thành kẻ điên có điều chỉ cần dựa theo biện pháp của long thần ngữ điển mà nỗ lực tu luyện bất kể là thời gian duy trì hay là uy lực của long thần ngữ đều sẽ đề thăng rất lớn chu phà mở mắt trong mắt hắn mang theo nét cười long thần ngữ của hắn là thời gian pháp tắc thời gian pháp tắc trong một loại pháp tắc của long thần ngữ cũng là pháp tắc cầm cờ đi trước đương nhiên hắn không thể có thời gian pháp tắc cường đại như thần long tu luyện ví dụ như hiện tại hắn có thể làm được chính là khiến thời gian trong không gian nhất định biến thành chậm lại nhưng cho dù chỉ khiến kẻ địch chậm lại trong nháy mắt, thường thường cũng có thể quyết định hướng đi của chiến đấu. Điều này đối với hắn mà nói, thời gian pháp tắc sẽ mang tới tác dụng rất quan trọng ở trong chiến đấu. Chu Phạm suy tư một lúc xem làm thế nào để sử dụng thời gian pháp tắc trong chiến đấu, sau đó đứng lên dẫn theo lão huynh dọc theo xích đạo tiếp tục tiến về phía trước. Cho đến chính ngọ, hắn và lão huynh cuối cùng cũng đến liên mu thành. Dựa vào lệnh bài của Nghi Loan Ti, sau khi thuận lợi tiến vào trong thành, hắn và lão huynh lớp đầy bụng trong hàng ăn mới lại tới liên mưu lý nghi loan ti phủ chu phàm nói với thủ vệ trước cửa thân phận của hắn một thủ vệ vội vàng đi vào báo cáo rất nhanh thủ vệ đó đã quay lại dẫn chu phàm vào chỉ là nằm ngoài dự đoán của chu phàm hắn vốn tưởng rằng tiếp đãi mình sẽ là một trong tứ an sứ của liên mưu lý kết quả lại là hoàng diệp lão đạo đại nhân sao ngươi lại ở đây sau khi chu phàm hành lễ có chút kinh ngạc hỏi ta là vì chuyện thất liên đường ngươi nói mà đến. Hoàng Diệp lão đạo cười khổ nói. Thất liên đường thế nào rồi, Chu Phàm hỏi. Sau khi rời khỏi đường đê, hắn đi ba ngày rưỡi ở giả ngoại, đối với chuyện phát sinh ở ngoại giới có thể nói là hoàn toàn không rõ. Nơi đó đã thành cấm địa rồi. Hoàng Diệp lão đạo thở dài nói. Cấm địa. Bốn đường đê thì sao, sắc mặt Chu Phàm khẽ biến hỏi người của bốn đường đê không phải chết thì chính là chạy thoát, có điều chết nhiều hơn một chút, vốn người đã nói với bọn họ hồ sen sẽ có khả năng có biến, bên chúng ta cũng thông tri cho một số người, nhưng bốn đường đê vốn không chịu sự quản chế của nghi loan ti, không ngờ bọn họ thật sự sẽ lớn mật như vậy, một mực ở lại nói tới đây, hoàng diệp lão đạo lắc đầu bất đắc dĩ. Biết trong hồ sen hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, chu phàm không nhận được hỏi, hắn có chút lo lắng chủ nhân của quyệt liên quân sẽ tìm hắn gây phiền. Chưa quá rõ sắc mặt hoàng diệp lão đạo trở nên ngưng trọng hồ sen rất nguy hiểm là thủy hương nghi loan ti cũng không thể đối phó là người bên trên xử lý có điều không cần quá lo lắng bên trên nói đã giải quyết đã giải quyết vì sao lại liệt nơi này vào cấm địa chu phàm có chút khó hiểu hỏi cái này á con ngươi hoàng diệp lão đạo đảo quanh vẻ mặt khó xử nếu chuyện liên quan tới cơ mật đại nhân có thể không cần phải nói chu phàm nghĩ một chút rồi nói lần này may mà có ngươi phát hiện đúng lúc bằng không rất có thể toàn bộ liên mưu lý cũng không biết phải chết bao nhiêu người hoàng diệp lão đạo cười cười ngươi làm tuần sát sứ chỉ hơn một tháng đã làm ra được nhiều thành tích như vậy yên tâm những cái này chúng ta đều nhớ kỹ cho ngươi đại nhân lần này ta đến liên mưu thành vốn chính là muốn câu thông một chút với lạc thủy hương nghi loan ti quỷ tán quan rốt cuộc là thế nào chu phạm đến nghi loan ti phủ chính là muốn điều tra tin tức về quỷ tán quan mà hắn quan tâm nhất dẫu sao hắn vẫn không quên đạo dấu hiệu quỷ ấn trong cơ thể mình. Hiện tại Hoàng Diệp Lão Đạo ở đây, đương nhiên là trực tiếp hỏi Hoàng Diệp Lão Đạo thì tiện hơn một chút. Hoàng Diệp Lão Đạo hơi nhíu mày kỳ thật hiểu biết của chúng ta đối với quỷ tán quan cũng không nhiều lắm, năm đó trận chiến với quỷ tán quan là do Tứ Bình Sứ Nhiệm Kỳ trước chủ trì, ghi chép về quỷ tán quan phát tới Phủ Ti các lý kỳ thật đã trải qua Tân Trang. Trận chiến đó kỳ thật thương vong rất lớn, định cấp của chúng ta đối với quỷ tán quan cũng không phải cấp huyết lệ, mà là cấp sát về phần thuộc về cấp hắc sát hay là huyết sát vẫn tồn tại tranh luận chỉ có điều bình thường quỷ tán quan chỉ cần không treo chọc nó sẽ không có đại sự phát sinh theo trong phủ ti ghi lại sau khi thảo phạt quỷ tán quan thất bại kỳ thật lúc đó là thủy hương nghi loan ti còn từng cầu viện bên trên vậy về sau thế nào chu phàm gấp giọng hỏi bên trên trả lời là kệ nó đi mặt hoàng diệp lão đạo lộ vẻ quái dị nói chỉ có ba chữ này thôi à bọn họ không giải thích một chút về lai lịch của quỷ tán quan sao chu phàm hơi ngẩn ra hỏi không giải thích gì cả chỉ có ba chữ này về sau việc này sống chết mặt bay những cái này đều là ta tra cứu ghi chép trước kia mà phát hiện được hoàng diệp lão đạo đáp vậy hiện tại có thể hỏi lạc thủy hương nghi loan ti về việc này không chu phàm nhíu mày nói cũng không phải không được hoàng diệp lão đạo trầm ngâm nói nhưng ta khuyên ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn bên trên năm đó đã phúc đáp như vậy hiện tại chỉ sợ cũng sẽ chỉ phúc đáp như vậy mà thôi, đúng rồi, vì sao ngươi lại cảm thấy hứng thú với quỷ tán qua như vậy, chu phàm không nói với lạc thủy hương nghi loan ti chuyện dấu hiệu quỷ ấn, dẫu sao dấu hiệu quỷ ấn ở ngay trong cơ thể hắn, hắn cũng không dám khẳng định sau khi nói ra, liệu nghi loan ti phủ có suy nghĩ gì khác không? Cũng không có gì. chu phàm lắc đầu chỉ có điều lúc trước nó một đường theo ta, sau lại vô duyên vô cớ biến mất, cho nên có chút lo lắng không biết nó có tìm tới không. Thì ra là như vậy, ngươi cũng đừng quá lo lắng ta sẽ sai người lưu ý hành tung của quỷ tán quan tìm được nó sẽ lại nói với ngươi có điều quỷ tán quan mạnh như vậy ngươi vẫn phải cẩn thận một chút hoàng diệp lão đạo hơi gật đầu nói chu phàm thấy chuyện quỷ tán quan khó có thể hỏi ra tin tức hữu dụng hắn lại trưng cầu ý kiến của hoàng diệp lão đạo về chuyện thi cốt thử xà nhân cùng với yên si mà lúc trước hắn đã báo cáo xà nhân chắc là chạy tới huyện bên cạnh rồi vốn trước khi đến chúng ta đã mơ hồ nghe qua hành tích của nó nhưng một mực không thể xác định, không ngờ lại để ngươi đụng phải. Hoàng Diệp lão đạo khẽ cười nói như vậy cũng tốt, ngươi giết nó, cũng coi như là một phần công lao không thấp, đúng rồi, cảnh giới hiện tại của ngươi là gì? Lông mày chu phàm hơi nhíu lại hoáng huyết đoạn. Mắt Hoàng Diệp lão đạo lộ vẻ ngạc nhiên, cho dù lúc trước trong tin tức Chu Phàm truyền về nói mình đào thoát từ trong tay quyệt liên quân cấp hắc sát, hắn đã có suy đoán, nhưng khi thực sự xác định, vẫn khiến hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi dẫu sao khi hắn lần đầu tiên thấy chu phàm chu phàm ngay cả tẩy tủy đoạn cũng không được tính mới trôi qua bao lâu đã vượt qua tẩy tủy đoạn đến hoán huyết đoạn kinh ngạc thì kinh ngạc hoàng diệp lão đạo sớm đã từ chỗ yến quy lai biết được sau lưng chu phàm có một môn phái truyền thừa rất mạnh lại thêm thiên phú trác tuyệt tốc độ như vậy vẫn khiến hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận được tốt lắm ngươi đã là hoán huyết đoạn vậy đãi ngộ của phủ ti đối với ngươi cũng sẽ đề cao tương ứng hoàng diệp lão đạo thu liễm vẻ kinh ngạc trên mặt cười nói. Một võ giả hoán huyết đoạn, đối với Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti mà nói, cũng được coi là cao thủ vô cùng lợi hại, dẫu sao tứ an sứ trong 12 lý của Lạc Thủy Hương, yêu cầu thấp nhất cũng chỉ là tẩy thủy đoạn, cao thủ hoán huyết đoạn đáng để bọn họ coi trọng. Đại nhân, vậy du hồn thụ và hiệp quỷ trên Hoa Nguyên thì sao? Chu Phạm biết cảnh giới của mình không giấu được, cho nên thẳng thắn nói ra, nhưng không muốn Hoàng Diệp lão đạo hỏi kỹ, mà là nói tránh đi. Du hồn thụ và hiệp quỷ lúc trước thì chúng ta không có được bất kỳ tình báo gì, có điều hoa nguyên lớn như vậy, có quái quỷ cấp huyết lệ sinh tồn ở đó cũng không phải chuyện kỳ quái, chúng ta đã gửi tin tức, phát tán ra chuyện ở hoa nguyên tồn tại huyết lệ quái quỷ. Hoàng Diệp lão đạo trả lời. Hoa nguyên lớn như vậy, muốn tìm ra hai quái quỷ cấp huyết lệ là một chuyện rất gian nan, chỉ có thể bảo du khách qua lại hoa nguyên cẩn thận, nếu thật sự không được, vậy chỉ có thể đi vòng. Chu Phàm gật đầu sắc mặt hoàng diệp lão đạo trở nên ngưng trọng về phần đàn thi cốt thử và yên si mà ngươi báo cáo khiến cho phủ ti cảm thấy bất an bất an không ở bản thân chúng mà là lai lịch của chúng giống như sự di chuyển của đàn thi cốt thử ở ven đường chúng tạo ra phá hoại rất lớn nhưng chúng ta đã sai người xử lý tin rằng tin sẽ có thể giải quyết chúng cần ta hỗ trợ không ánh mắt chu phàm sáng lên đó chính là đàn quái quyệt cấp hắc du có tới mấy vạn hiện tại thực lực của hắn đã tăng cường không ít nếu để hắn chạy tới thu thập vậy phát tài rồi hoàng diệp lão đạo cũng biết chu phàm thích giết quái quyệt hắn chỉ lắc đầu nói không kịp hiện tại ngươi đi chỉ sợ bọn họ đã thu thập xong rồi trên mặt chu phàm lộ ra vẻ thất vọng đại nhân nói lai lịch của đàn thi cốt thử và yên si khiến các ngươi bất an là vì sao nếu đàn thi cốt thử không gặp phải chuyện gì chúng sẽ không tùy tiện di chuyển dễ dàng như vậy trước nay chúng thích coi đầu rụt cổ ở một chỗ không phải loại đàn quái quyệt thích di chuyển chung quanh về phần yên si từ tình báo ngươi đưa về cho thấy chúng ta cũng chưa bao giờ thấy quái quyệt hành động kỳ quái như vậy hoàng diệp lão đạo nghĩ một chút rồi nói phủ ti ra được gì chưa chu phàm hỏi sau khi yên si đào tẩu từ trên tay ngươi chúng ta không tìm thấy tung tích của nó đàn thi cốt thử thì ra được một manh mối theo trở về các lý truyền về lúc trước chúng chắc là sống ở dương địch lý Hoàng Diệp lão đạo nghĩ một chút rồi nói. Dương Địch Lý, trên mặt Chu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. 12 lý của Lạc Thủy Hương, nơi hẻo lánh nhất có hai, thứ nhất là Thiên Lương Lý ở phía đông nam Lạc Thủy Hương, thứ hai chính là Dương Địch Lý ở phía tây bắc Lạc Thủy Hương. Đây cũng là hai nơi nghèo nhất của Lạc Thủy Hương. Từ bản đồ của Lạc Thủy Hương cho thấy, có thể nói đàn thi cốt thử khi trên Hoang Nguyên bị Chu Phàm phát hiện, đó là đã đi qua được nửa Lạc Thủy Hương kỳ thật lúc trước muốn đến dương địch lý nghi loan ti phủ báo cáo nói chỗ bọn họ xuất hiện đàn thi cốt thử chỉ có điều không ngờ lại có nhiều như vậy hoàng diệp lão đạo lại nói vì sao chúng phải di chuyển hơn nữa còn là đi đường xá xa xôi như vậy chu phàm nghĩ một chút rồi nói đây cũng là điều chúng ta muốn biết nhưng theo chúng ta biết dương địch lý không có chỗ nào quá đặc thù lạc thủy hương nghi loan ti cũng từng hỏi dương địch lý nghi loan ti bảo bọn họ phái người đi điều tra, vẫn không thu hoạch được gì. Hoàng Diệp lão đạo lắc đầu nói. Chu Phàm nghe vậy liền trầm mặt, việc này dường như có chút dị thường. Vốn nếu ngươi không đến liên mưu thành, ta cũng muốn liên hệ với ngươi. Hoàng Diệp lão đạo nói lực lượng của dương địch Lý Nghi Loan Ti so với thiên lương Lý thì không bằng, nếu thực sự tồn tại nguy hiểm gì, ta lo bọn họ không ứng phó được. Cho nên nếu có thể, ta hy vọng ngươi tới dương địch Lý điều tra một chút, xem có vấn đề gì mà trong khoảng thời gian ngắn bọn họ khó có thể phát hiện hay không. Muốn ta tới Dương Địch Lý một chuyến à, Chu Phàm hơi nhíu mày. Từ liên mưu lý tới Dương Địch Lý, với cước lực của một mình hắn chỉ sợ cũng phải mất hơn 10 ngày. Chính bởi vì đường xá xa xôi, cho nên không thể khi thực sự phát hiện nguy hiểm mới xuất phát. Hoàng Diệp lão đạo cười khổ một tiếng, gần đây xảy ra khá là nhiều chuyện, ta phải ở lại liên mưu lý thu thập vấn đề thất liên đường di lưu, những người có năng lực trong phủ ti khác phần lớn trên người đều đang có việc, chỉ có thể phiền ngươi. Một khi đã như vậy, ta đi một chuyến. Mặc chu phàm lộ vẻ bất đắc dĩ nói, dù sao hắn cũng là một thành viên của nghi loan ti, chuyện như vậy khó có thể từ chối. Có điều ta không thể ở lại dương địch lý quá lâu, ta còn phải đi tham gia thư viện đại khảo. Hiện tại cách thư viện đại khảo còn không đến hai tháng, hắn còn phải tốn thời gian đi đường tới cao tượng huyện thành, thì thật thời gian có thể ở lại lạc thủy hương cũng không nhiều. Cái này thì ta hiểu, ngươi tham gia thư viện đại khảo, phủ ti sẽ không cản ngươi, ngược lại còn sẽ ủng hộ, dẫu sao nếu ngươi thi đậu, đối với nghi loan ti mà nói cũng là một chuyện tốt. Hoàng Diệp lão đạo thấy Chu Phàm đáp ứng liền cười nói ngươi đến dương địch lý, sau khi xác nhận nơi đó không có uy hiếp gì, tùy thời có thể rời khỏi đi tham gia đại khảo. Từ lộ tuyến cho thấy, ngươi muốn tới cao tượng huyện thành, đi qua dương địch lý vừa hay thích hợp ta sẽ phát tin tức nói với dương địch lý nghi loan ti tin tức ngươi sẽ tới để bọn họ phối hợp hành động với ngươi chu phàm lại thương nghị chuyện khác với hoàng diệp lão đạo bởi vì thời gian cấp bách hắn không ở lâu mà là ở liên mưu lý nghi loan ti phủ bổ sung một số vật tư sau khi xác nhận lộ tuyến liền rời khỏi liên mưu thành bảy ngày sau chu phàm dẫn theo lão huynh đi trên xích đạo rừng cây rậm rạp thời gian bảy ngày này hắn ngoài đi đường cũng không quên giết quái, nhưng đáng tiếc là không gặp phải đàn quái quyệt khổng lồ lại dễ đối phó, thu hoạch chỉ có thể được cho là bình thường. Điều này khiến hắn khẽ thở dài, hiện tại hắn chỉ có hơn 300 con sâu xám lớn, cứ tiếp tục như vậy, muốn dùng xám lớn để có công pháp khí khiếu đoạn, sợ rằng phải mất một đoạn thời gian không ngắn. Hơn nữa với tính cách của hắn, nếu hắn tìm hắc long đổi, vậy cũng phải là bản công pháp khí khiếu đoạn có giá 2.000 con sâu xám lớn, chứ không phải công pháp khí khiếu đoạn vốn chỉ cần một ngàn con sâu xám lớn chênh lệch giữa hai bên là một ngàn con sâu xám lớn uy lực của khiếu linh cũng chênh lệch rất xa khi đang nghĩ ngợi hắn đã nhìn thấy cuối xích đạo đầu cuối là từng lều bạc lớn hình tròn đỉnh nhọn lều trại như vậy có khoảng hơn mấy trăm chiếc quay lại hình thành một khu chợ loại nhỏ tiếng người náo nhiệt mà ồn ào đây là doanh địa hoang dã rất ít thấy có điều chu phàm không bất ngờ vì ở cuối xích đạo có một doanh địa như vậy tồn tại hắn sớm biết sự tồn tại của doanh địa này hắn cũng vì vậy mà đến chỗ doanh địa chính là một cửa vào rừng cây ngẩng đầu lên nhìn có thể thấy rừng cây càng hướng vào bên trong lại càng tươi tốt cây cối lấy màu xanh đen làm chủ có cây cối cao tới mấy chục trượng rừng rậm rất rộng lớn đây là ma một thụ hải của lạc thủy hương loại doanh địa nhân loại quay quanh ma một thụ hải này ở ma một thụ hải có hơn 10. Doanh địa thành lập đều có giá trị tồn tại của nó, người từ thiên nam địa bắc mà đến, có khi là để thu thập tài liệu bên trong ma một thụ hải. Có người đơn thuần là vì đi ngang qua ma một thụ hải để tới nơi khác. Giống như Chu Phàm chính là muốn xuyên qua ma một thụ hải đến Dương Địch Lý, đi qua ma một thụ hải, là lộ tuyến nhanh nhất để tới Dương Địch Lý, có thể khiến hắn bớt đi 5 ngày đường xá. Đương nhiên cũng khó tránh khỏi phải mạo hiểm một chút, nhưng ai có thể bảo đảm đi thêm 5 ngày thì sẽ không gặp phải nguy hiểm hơn nữa hắn cũng không phải người đầu tiên đi xuyên qua ma một thụ hải để tới dương địch tới không ít người muốn tới dương địch lý chỉ cần lộ tuyến thích hợp đều sẽ lựa chọn đi qua ma một thụ hải chu phàm dẫn theo lão huynh đi vào doanh địa náo nhiệt võ giả qua lại trong doanh địa đều cầm binh khí như đao kiếm có người đang cò kè mặt cả với chủ quán bày bán tài liệu có người tốt năm tốt ba tụ thành một đám thì thầm to nhỏ cũng có người đơn độc một mình giống như chu phàm những võ giả đó khoanh chân ngồi dưới đất lạnh lùng không nói gì có thể đi tới doanh địa phần lớn là võ giả cũng có không ít thương đội nghỉ ngơi ở đây chu phàm tiến vào doanh địa có một số ánh mắt lướt qua người hắn nhưng nhìn hắn trên lưng đeo cự đao bên hông đeo tế đao phù đại cũng lờ mờ đoán được hắn là võ giả những ánh mắt đó rất nhanh liền rời đi không đặt ở trên người chu phàm nữa chu phàm chỉ dạo một vòng sau khi xem như đã làm quen với hoàn cảnh hắn tìm một vị trí không người ngồi xuống từ trong túi lấy ra lương khô cùng ăn với lão huynh tiểu quyển sớm đã trở lại trên đầu hắn đang ấy o như vậy có thể giúp chu phàm tiết kiệm được không ít lương khô đương nhiên tiểu quyển sớm đã mất đi hứng thú với lương khô khẩu vị đơn nhất này lương khô và nước uống đều là hắn từ bên ngoài mang đến cho dù hoán huyết đoạn được gọi là bách độc bất xâm nhưng thế gian luôn có một số độc dược có thể độc chết một hoán huyết đoạn thứ trong doanh địa hắn cũng không dám ăn không ai để ý tới người từ ngoài đến chu phàm này đều đang bận chuyện của mình chu phàm lạnh lùng quan sát hắn đang chờ đợi cơ hội rất nhanh một thương đội nhỏ thôi động bánh xe chuẩn bị xuất phát thấy vậy không ít võ giả nhau nhau vây tới hy vọng thương đội thuê bọn họ bọn họ căn cứ vào thực lực của mình báo ra giá khác nhau đây là chuyện thường thấy nhất trong doanh địa bởi vì ba bốn võ giả là không dám tiến vào trong rừng cây cây được gọi là ma một cao lớn cành lá sung xuê vô số ma một hợp thành biển cây, biển cây tươi tốt dày dặt, che trời phủ đất, rất khó dùng bóng cây, tinh thần để phân rõ phương vị. Hơn nữa khí trường bên trong đặc thù, cho dù có loại vật phẩm đặc thù như chỉ hướng ngư cũng không tìm được phương hướng. Lại thêm cây rừng đều là ma một đơn nhất, địa mạo ít biến hóa, người ở trong đó rất dễ mất đi cảm giác phương hướng. Đặc biệt quỷ dị là, bất kể đánh dấu trên ma một, hay là dựng bản chỉ đường trong biển cây, đều rất nhanh sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, không ai nói rõ được là vì sao. Về phần trèo cây thông qua phía trên nhảy ra hoặc là thử phân biệt phương hướng, cái này đều được chứng thực là rất khó làm thông. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, lạc đường bên trong ma một thụ hải không phải chuyện kỳ quái gì. Một khi lạc đường, đừng nói là gặp phải quái quyệt hung hiểm bên trong mà mất mạng, cho dù may mắn không gặp quái quyệt, cũng sẽ bởi vì hao hết lương thực mà chết đi chỉ có thụ hải hướng đạo mới có thể dựa vào bản lĩnh đặc thù phân biệt phương hướng ở bên trong thuận lợi đưa người ra nhưng thụ hải hướng đạo ít ỏi một doanh địa thường thường không nhiều lắm giá lại đắt đỏ không phải võ giả bình thường có thể mời được rất tốt bình thường chỉ có thương đội hoặc là đội thu thập săn bắn cỡ lớn mới có tài lực như vậy để mời dẫn đường các võ giả cô đơn chiếc bóng muốn tiến vào biển cây chỉ có dựa vào thương đội hoặc đội săn bắn nhưng đội thu thập săn bắn đều sẽ thành viên cố định rất ít chiêu nạp người mới thương đội thì khác, bọn họ phần lớn chỉ muốn an toàn đi qua biển cây, các võ giả trên đường đạt được có được tài liệu gì, bọn họ cũng sẽ không yêu cầu các võ giả giao ra miễn phí, nếu muốn sẽ thông qua phương pháp giao dịch công bằng để có được. Thương đội và các võ giả có thể nói là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Cho nên các võ giả không có đội thu thập săn bắn cỡ lớn không cố định muốn tiến vào biển cây, bình thường sẽ lựa chọn thương đội. Đến một ganh địa khác của ma một thụ hải, các võ giả này và thương đội sẽ tách ra, sau đó lại chờ thương đội mới từ bên kia biển cây trở về. Có qua có lại, chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, vận khí không quá kém, các võ giả đều có thể có thu hoạch trong biển cây. Thương đội có nhân số chỉ có hơn 10 người, chỉ từ trong đó lựa chọn ra 5 võ giả phù hợp với điều kiện của bọn họ, xuất phát tới biển cây. Thương đội thuê võ giả doanh địa không phải càng nhiều càng tốt, bởi vì võ giả trong doanh địa thành phần phức tạp, một khi tiến vào trong biển cây nếu thực lực tổng thể của võ giả doanh địa vượt quá võ giả bên thương đội, đối với thương đội mà nói, rất có thể sẽ xuất hiện mất khống chế hoặc là một số võ giả doanh địa vốn lòng mang ác ý đến lúc đó đối với một nhánh thương đội mà nói, chắc chắn sẽ mang đến tai nạn ác mộng. Cho nên thương đội thuê võ giả doanh địa, đều sẽ bảo trì một loại thái độ cẩn thận. Chu Phạm sớm đã có tìm hiểu chi tiết trước về doanh địa biển cây, chỉ nhìn thương đội nhỏ đó biến mất trong tầm nhìn. Hắn không có ý định gia nhập thương đội nhỏ đó bởi vì thực lực của thương đội nhỏ trước tiên không nói là thế nào hắn lo lắng là người dẫn đường của thương đội nhỏ không được ở trong biển cây dẫn đường có thể nói là nắm giữ tính mạng của tất cả mọi người nếu dẫn đường xuất hiện vấn đề vậy sẽ rất phiền dẫn đường của thương đội lớn đáng tin hơn một chút hắn kiên nhẫn chờ quan sát thương đội khác của doanh địa thương đội nhỏ rời đi hắn không nhìn thêm một cái có thương đội rời đi cũng có thương đội tiến vào có điều thương đội tiến vào đều sẽ nghỉ ngơi trong doanh địa một đoạn thời gian, đồng thời chậm rãi tìm kiếm dẫn đường, những thương đội vừa vào này không phù hợp với lựa chọn của Chu Phàm. Hắn cần là thương đội lớn có thể mau chóng xuất phát. Qua nửa canh giờ, một thương đội hơn 40 người chất đồ lên xe hàng bắt đầu chậm rãi tiến tới cửa vào biển cây. Thương đội hơn 40 người, ở trong doanh địa hiện tại đã là tồn tại số 1 số 2. Tất cả võ giả doanh địa đều nhìn thương đội này, trong mắt lộ ra vẻ nóng rực. Thực lực của thương đội càng mạnh, lại càng an toàn An toàn nhưng cơ hội kiếm tiền lại không nhiều Trên cờ hiệu phấp phới của thương đội dùng chỉ vàng theo một chữ Phong, dương nanh múa vuốt Thương đội ngừng lại ở lối vào của biển cây Một nam tử cao lớn mặt giáp trụ màu đen đứng dậy toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, hai mắt lạnh như điện Hắn vừa đứng ra, đại biểu cho muốn chiêu nạp võ giả Võ giả doanh địa chen chút của tới mồm năm miệng mười quảng cáo bản thân với nam tử cao lớn nam tử cao lớn trầm giọng quát chúng ta muốn đi vào khô hổ đại đạo chỉ nhận ba tẩy tủy đoạn trở lên tốt nhất là hoán huyết đoạn thực lực thấp hơn thì không cần võ giả doanh địa vừa nghe vậy yêu cầu tẩy tủy đoạn trở lên đại bộ phận người chưa đạt tới loại cảnh giới này đều tản ra chỉ có sáu người ở lại chu phàm đứng lên dẫn theo lão huynh đi tới bởi vì khô hổ đại đạo ở ngay khu vực bên trì dương địch lý Chu Phạm đi tới đứng ở một bên, đại hán của phong gia thương đội nhìn Chu Phạm một cái, hắn nhíu mày, bởi vì tuổi của Chu Phạm hơi nhỏ. Nhìn thì căn bản không giống võ giả tẩy tủy đoạn. Sắc mặt đại hán bình tĩnh nói vừa rồi đã nói, thương đội của chúng ta chỉ cần ba người, hiện tại ở đây có nhiều người như vậy, các ngươi ai là hoán huyết đoạn, ngôn ngoài chi ý của sắc mặt đại hán là nếu có đủ nhân số hoán huyết đoạn, vẫn không cần tẩy tủy đoạn nữa. Ta, Chu Phàm và một nam tử trung niên dáng người gầy yếu trước sau đáp. Nam tử trung niên thì không có quá nhiều người cảm thấy kỳ quái, ngược lại là Chu Phàm trả lời lập tức hấp dẫn tầm mắt của bảy người, bao gồm cả đại hán ở bên trong. Trong mắt phần lớn mang theo vẻ hoài nghi. Thần sắc Chu Phàm lại vẫn tự nhiên. Người ở đây hoài nghi, nhưng không ai dám mở miệng nghi ngờ, dẫu sao nếu người thanh niên này thật sự có thực lực hoán huyết đoạn loại chuyện đắc tội với người ta này là không cần thiết phải làm. Thương đội nhận người, đương nhiên phải xác nhận thực lực của đối phương. Đại hán của phong gia thương đội búng ngón tay, trong thương đội có một võ giả cầm một hộp gỗ đen bước nhanh tới. Đại hán xoay người mở hộp, bên trong hộp đặt một viên bảo châu bạch ngọc, hắn lấy ra bảo châu ném cho nam tử trung niên dáng người gầy yếu đó trắc khí châu, biết dùng như thế nào chứ, biết. Sắc mặt nam tử trung niên dáng người gầy yếu hờ hững, nói hắn xòe tay trái cầm bảo châu ra, lòng bàn tay có chân khí màu trắng giống như sương mù phun ra, ùa vào trong bảo châu. Bảo châu lập tức từ bạch ngọc chuyển thành hồng ngọc. Được rồi. Đại hán nhẹ nhàng gật đầu nói. Trắc khí châu chuyển thành hồng ngọc đại biểu cho người này quả thật có thực lực hoáng huyết đoạn. Nam tử trung niên nhẹ nhàng ném đi, vứt lại bảo châu cho đại hán. Đại hán nhìn bảo châu đã khôi phục màu bạch ngọc, mới đưa bảo châu cho chu phàm tới lượt ngươi. Chu Phàm cũng giống như người đó lúc trước, rót chân khí vào trong Bảo Châu, Bảo Châu lại chuyển thành màu đỏ thẫm. Trong mắt đại hán lộ ra một tia kinh ngạc, võ giả trẻ tuổi này quả thật là võ giả hoáng huyết đoạn. Người bên cạnh thấy một màn này cũng có tâm tình không khác gì đại hán, có điều cho dù kinh ngạc tới mấy, trên mặt đại hán của phong gia thương đội không lộ ra, hắn tiếp bắt lấy Bảo Châu Chu Phàm ném về, bình tĩnh nói hai người các ngươi đều có thể gia nhập thương đội của chúng ta. Còn lại một danh ngạch, đại hán đó rất nhanh lại từ trong những người còn lại lựa chọn một võ giả tẩy tủy đoạn. Tiếp theo chính là hiệp bàn thù lao, kỳ thật thù lao thương đội cấp chỉ có thể tính là bình thường, nhưng đối với võ giả bên doanh địa mà nói, bọn họ coi trọng là sau khi tiến vào biển cây, thương đội sẽ không hạn chế hành động của bọn họ. Thương đội đối với võ giả doanh địa thường chỉ có một yêu cầu, đó chính là khi thương đội gặp phải nguy hiểm, hỗ trợ giải quyết là được. Chu Phàm đối với thù lao gì đó thì không rõ lắm, có điều hắn áp dụng sách lược bắt trước, Nam tử trung niên gầy yếu đó muốn bao nhiêu thù lao, hắn cũng muốn bấy nhiêu. Đợi sau khi xác nhận không có vấn đề, đại hán của thương đội lại dự chi một bộ phận thù lao cho ba người Chu Phàm, sau đó thương đội mới bắt đầu tiến vào trong biển cây. Rừng cây âm u, Chu Phàm vừa theo thương đội, vừa quan sát người của thương đội. Thương đội hơn 40 người, ở trước nhất có ba người dẫn đường. Một phát mời ba người dẫn đường, cũng là để tránh một người dẫn đường xảy ra vấn đề vậy vẫn còn hai người dẫn đường có thể dựa vào. Đây là lợi ích của gia nhập thương đội lớn. Đại Hán vừa rồi là đội trưởng đội hộ vệ của phong gia thương đội, chỉ biết hắn họ bàn, thực lực rất có thể là hoán huyết đoạn hoặc là cao hơn. Trong lòng Chu Phàm hiểu rằng, trong phong gia thương đội tuyệt không chỉ có một hoán huyết đoạn, sợ rằng còn ẩn tàng hai đến ba hoán huyết đoạn nữa, nếu không tuyệt đối sẽ không dám chiêu nạp hai võ giả hoán huyết đoạn xa lạ gia nhập thương đội bàn đội trưởng đang thấp vọng nói chuyện với người trung niên mặc cẩm bào thương đội gọi hắn là phong quản sự chu phàm hơi nhớ mày hắn chỉ biết một chút về thế gia của cao tượng huyện lại chưa từng nghe qua phong gia nhưng đội hộ vệ của một thương đội có mấy võ giả hoán huyết đoạn một mực bảo hộ thế lực thế gia như vậy là không tồi đương nhiên cũng có khả năng không phải thế gia của cao tượng huyện mà là đến từ nơi khác chu phàm không tiếp tục đào sâu nghiên cứu dẫu sao chỉ cùng đi một đoạn đường mà thôi nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Phóng mắt nhìn quanh đều là đại thụ đen như mực, bên cạnh ba người dẫn đường đều có hai võ giả đi theo, sau khi bọn họ tiến vào biển cây, đi ở phía trước phân biệt phương hướng, thân ảnh thỉnh thoảng lại bởi vì thực vật như lùm cây cự một cách trở, mà biến mất trong tầm nhìn của Chu Phàm. Có điều bọn họ rất nhanh sẽ quay về trong thương đội, ba người thường sẽ tổng hợp ý kiến, quyết định phương hướng đi tới. Chu Phàm cảm thấy rất kỳ quái, không biết ba gã dẫn đường là xác nhận phương hướng thế nào hắn hỏi võ giả tẩy tủy đoạn lỗ thần cùng gia nhập với hắn, lỗ thần cười khổ nói phương pháp thì có rất nhiều, nhưng tổng thể mà nói là dựa vào kinh nghiệm phong phú ở ma mục thụ hải, nếu có thể thật sự phân biệt phương hướng đơn giản như vậy, đã không cần mời dẫn đường. Bọn họ có lúc nào đi nhầm đường không? Chu Phàm nghĩ một chút rồi nói. Có. Võ giả tẩy tủy đoạn nghe Vĩnh Phi ở bên cạnh nhắc lời. Đi lầm đường, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện, đồng thời sửa đúng lại lỗ thần bổ sung, ở ma một thụ hải, không đi sai đường cơ hồ là chuyện không thể, phần lớn là đi tới trong thử bừa. Nếu không có dẫn đường, chúng ta ngay cả có đi nhầm đường hay không cũng không biết. Chu Phàm gật đầu, ba người bọn họ đều là võ giả nửa đường gia nhập thương đội, người của thương đội đều thầm đề phòng bọn họ, ba người tất nhiên là tụ lại với nhau. Lỗ Thần và Nghe Vĩnh Phi đều là võ giả tu luyện ở Ma Mộc Thụ Hải, bọn họ cũng biết Chu Phàm chỉ là đi ngang qua, quay đầu nhìn lại sớm đã không nhìn thấy cửa ra sau khi tiến vào một lúc lỗ thần và nghe vĩnh phi tách ra hai hướng để tìm kiếm tài liệu bọn họ dày dạn kinh nghiệm sẽ không đi cách thương đội quá xa vậy không sợ lạc đường chu phàm quan sát một lúc hắn cũng dẫn theo lão huynh rời thương đội một đoạn cự ly sau khi xác nhận lão huynh có thể ở trong rừng cây ngửi được khí vị của thương đội hắn cũng yên tâm giết quái quyệt trong rừng cây hắn khác với lỗ thần nghe vĩnh phi hai người đó sẽ chỉ lựa chọn quái quyệt có tài liệu để kích xác nếu không cũng sẽ không khiêu khích nhưng chu phàm ai đến cũng không cự tuyệt chỉ cần nhìn thấy quái quyệt đã nhận biết hoặc là xác nhận là quái quyệt trình độ nguy hiểm không cao hắn đều sẽ không chút do dự mà giết chết thân ảnh của hắn nhảy lên trong cây rừng kích xác quái quyệt kiếm sâu xám mình cần không thể không nói quái quyệt của ma một thụ hải nhiều hơn bên ngoài rất nhiều cách mỗi một đoạn thời gian hắn sẽ mang theo lão huynh đuổi theo thương đội không dám rời thương đội quá xa dẫu sao không cẩn thận nếu lão huynh không thể dẫn hắn tìm được thương đội vậy sẽ rất phiền lỗ thần và nghe vĩnh phi cũng là cách làm tương tự ba người bọn họ đều tách ra phương hướng khác nhau cũng không biết chu phàm đang làm gì chu phàm dẫu sao cũng mới quen biết hai võ giả doanh địa này chưa được bao lâu hắn rất ăn ý không hỏi thu hoạch của hai người thương đội đã sớm có dự đoán với cách làm này của ba người chu phàm bọn họ đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì chỉ cần khi phát sinh nguy hiểm ba người chu phàm có thể trở về trợ giúp là được rồi cho dù ba người chu phàm lạc đường trong biển cây bọn họ cũng sẽ không quá để ý có điều một khi phát sinh nguy hiểm chỉ cần võ giả doanh địa không trở về hỗ trợ thương đội sẽ không để ý tới chuyện bọn họ bị việc cầm chân hay là trốn trong chỗ tối khoanh tay đứng nhìn thương đội sau nguy hiểm đều sẽ không chút do dự mỗi người đi một ngã với võ giả doanh địa nếu võ giả doanh địa về sau muốn lén lúc đi theo võ giả của thương đội sẽ xua đuổi hoặc giết chết bọn họ. Ở trong biển cây bị thương đội vứt bỏ, vậy chẳng khác nào là tử vong. Võ giả nửa đường gia nhập thương đội đều hiểu sự lợi hại trong đó, thương đội gặp chuyện không may, bọn họ không dám không hỗ trợ, dẫu sao nếu thương đội thật sự bị hủy, người dẫn đường cũng chết theo, bọn họ chẳng khác nào lâm vào trong hiểm cảnh rồi. Ba người chu phàm và thương đội có thể nói là ở trên cùng một chiếc thuyền, nếu thực sự gặp chuyện không may, không ai thoát được khi chu phà một đao chém chết một con huyết du trong rừng có thanh âm đạn tín hiệu phát nổ truyền đến hắn tức đao vào vỏ sắc mặt bình tĩnh nhìn lão huynh đi phụ cận có đạn tín hiệu vang lên nhưng không nhất định chính là thương đội của mình phát ra hơn nữa hắn đã sớm biết rõ trong biển cây rất quỷ dị thanh âm từ một phương hướng truyền đến nhưng thanh âm thường thường lại không phải từ phương hướng đó truyền đến mà là từ một phương hướng khác cái này rất khó phân biệt chỉ độc có mũi của lão huynh là sẽ không nhầm lão huynh lắc lắc đuôi chạy đến chu phàm đi theo phía sau lão huynh rất nhanh ở dưới sự dẫn dắt của lão huynh nhìn thấy bóng của thương đội thương đội đã ngừng lại chu phàm gọi lão huynh một tiếng lão huynh lập tức ngừng chân hắn cũng dừng lại hiếp mắt nhìn thương đội không chịu bất kỳ tập tiếp nào hoặc là chịu tập tiếp nhưng đã giải quyết người của thương đội tản ra thủ hộ hàng hóa của thương đội nhưng vì sao bọn họ dừng lại đồng thời phát ra đạn tín hiệu gọi bọn chu phàm về chu phàm mang theo nghi hoặc cẩn thận đi tới có điều trong mắt hắn người của thương đội không có gì dị thường ba người dẫn đường và bàn đội trưởng phong quản sự đứng ở phía trước thì thầm to nhỏ lỗ thần và nghe vĩnh phi cũng từ cách đó không xa chạy vội về đã xảy ra chuyện gì vậy nghe vĩnh phi dùng mắt nhìn chung quanh hỏi không biết ta cũng vừa mới trở về chu phàm thuận miệng trả lời lúc này bàn đội trưởng nhìn về phía bọn chu phàm cũng vẫy tay với ba người, ý bảo bọn họ tới đây. Ba người chu phàm đến gần, mới phát hiện phía trước thương đội có đường đá từ đá cuội màu lam sẫm lát thành. Mỗi một viên đá cuội nhìn thì giống như bảo thạch, nhưng chúng lại rung rung trái phải, loại biên độ rung này rất nhỏ, nếu không quan sát kỹ, cũng khó có thể phát hiện. Là môi thạch. Nghe Vĩnh Phi hít một hơi lạnh nói. Chu Phàm cũng nhận ra, sắc mặt hắn hơi trầm xuống loại đường nhỏ từ đá cuội màu lam trải thành này được coi là một loại quái quyệt rất đặc thù được định vị là cấp hát quán nhưng quái quyệt cấp hát quán này lại không công kích người nói nó đặc thù là ở chỗ ai gặp phải nó kẻ lui về phía sau hay là đi tới đều sẽ dính môi khí khí tức xui xẻo chỉ độc có đứng lại khiến môi thạch ở trong phạm vi tầm nhìn của mình vận xui mới không bị phát động nhưng ai có thể một mực đứng yên vĩnh viễn bất động chuyện gì cũng không làm chỉ nhìn môi thạch không thể nhìn cả đời được chứ theo điển tịch ghi chép môi thạch không thể đụng vào cũng không thể công kích nếu không sẽ chỉ làm vận xuôi sâu hơn về phần dính môi khí sẽ phát sinh chuyện gì cái này rất khó nói rõ có người dính xui xẻo lớn có thể sẽ ngay cả mạng cũng vứt bỏ có người vận khí tốt dính xui xẻo nói không chừng chỉ mất một chút tiền tài lúc này bọn họ mới biết vì sao thương đội lại dừng lại sắc mặt của bọn bàn đội trưởng phong quản sự đều rất khó coi bên người các ngươi là dẫn đường thế nào vậy chẳng lẽ không biết nơi này có môi thạch gà? nghe vĩnh phi nhìn về phía ba người dẫn đường, sắc mặt có chút bất thiện hỏi. trước kia khi chúng ta đi đường này, quả thật chưa từng thấy môi thạch. một người dẫn đường trong đó cười khổ nói. nghe nói môi thạch là tự động, trước tiên xuất hiện ở nơi người đi qua, chúng ở đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. sắc mặt người dẫn đường thứ hai trầm trọng nói. chỉ là vận xui mà thôi, chúng ta đi vòng qua môi thạch, tiếp tục lên đường bàn đội trưởng trầm giọng nói thương đội không thể bởi vì môi thạch mà dừng lại nơi này chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi tới dẫu sao lúc này lui về phía sau và đi tới đều như nhau lời nói của bàn đội trưởng khiến phong quản sự gật đầu thương đội vòng qua môi thạch bắt đầu tiếp tục tiến về phía trước đã gặp phải môi thạch vậy ba người các ngươi tạm thời đừng hành động đơn độc ở lại trong thương đội chờ xác nhận vận xuôi được giải trừ các ngươi lại tự do hành động bàn đội trưởng nhìn ba người chu phàm nói ba người chu phàm nghĩ nghĩ một chút không do dự nhiều liền đáp ứng ở giã ngoại này cái gọi là vận xui rất có thể là sẽ có quái quyệt lợi hại tập tiếp thương đội bàn đội trưởng bảo bọn họ dừng tự do hành động cũng là để phòng ngừa vạn nhất bởi vì nguyên nhân gặp phải môi thạch bầu không khí trong thương đội biến thành có chút khẩn trương đè nén dẫu sao cái thứ vận xui này không ai nói chắc được phía trước sẽ là dạng vận xui gì đang chờ bọn họ hơn nữa bọn họ vừa vào biển cây không bao lâu, gặp môi thạch, không ít người mê tín sẽ coi đây là một loại biểu hiện của điềm xấu. Hành trình trong biển cây của bọn họ rất có thể sẽ không thuận lợi. Thương đội ở trong đề phòng cao độ, do ba gã dẫn đường đi trước. Chỉ là thương đội rất nhanh lại ngừng lại. Trên mặt không ít người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phía trước lại là đá cuội màu lam trải thành đường, đá cuội xanh sẫm lóe lên ánh sáng độc hữu. Chúng ta lạc đường à, có người thấp giọng lẩm bẩm chắc là vậy có người trả lời chu phàm nhìn đường từ môi thạch lát thành hắn hơi nhớ mày bởi vì con đường này rộng hơn đường môi thạch lúc trước một chút không chỉ là chu phàm nhìn ra bàn đội trưởng phong quản sự cũng nhìn ra một số khác biệt đây tự hồ là hai con đường khác nhau có phải lạc đường không bàn đội trưởng nhìn ba gã dẫn đường hỏi ba gã dẫn đường không trả lời bọn họ chỉ tản ra dùng thủ đoạn của mình để phân biệt. Rất nhanh ba người bọn họ tụ lại cùng một chỗ, ngơ ngác nhìn nhau, có điều rất kiên định lắc đầu, không lạc đường. Trả lời như vậy kỳ thật không phải tin tức tốt. Bởi vì điều này đại biểu cho thương đội gặp phải con đường thứ hai từ môi thạch lát thành. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sao cứ gặp phải môi thạch, sắc mặt bàn đội trưởng trở nên lạnh lùng. Lần đầu tiên có thể nói là bất ngờ, nhưng lần thứ hai lại gặp, điều này đúng là quá ly kỳ. Ba gã dẫn đường liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó cắn răng nói chúng ta cũng không biết, đây đúng là có chút tà môn, ta làm dẫn đường trong biển cây nhiều năm như vậy, chuyện ly kỳ đã gặp phải không ít, nhưng chưa lần nào gặp phải môi thạch hai lần. Đừng nói hưu nói vượng, tà môn gì. Phong quản sự trách cứ, ở giả ngoại, thương nhân kiên kỵ nhất chính là những lời xui xẻo. Dẫn đường ý thức được mình nói sai, cũng không nói tiếp kỳ thật người dẫn đường dò đường ở phía trước và các võ giả thương đội gặp môi thạch trước tiên nhưng bọn họ gặp phải môi thạch muốn lại thông tri cho thương đội cũng đã muộn bởi vì bọn họ và thương đội là một thể bọn họ gặp chẳng khác nào là toàn bộ thương đội đều gặp đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lúc trước thương đội gặp môi thạch thông tri cho ba người chu phàm trở về ba người chu phàm cũng không oán hận đường nhỏ từ đá cuội tạo thành phía trước dài chừng một trượng rộng bảy thước nhưng lại khiến thương đội trầm mặt đừng để ý tới nó, tiếp tục lên đường. Phong quản sự nhíu mày hạ lệnh. Thương đội vòng qua môi thạch, lại khởi hành. Lúc trước ta chưa từng gặp môi thạch, càng đừng nói là hai lần, các ngươi ai biết liên tục gặp phải môi thạch hai lần sẽ là thế nào không? Lỗ thần cười khổ hỏi. Đây cũng là điều Chu Phà muốn biết, lúc trước hắn xem qua sách biết có môi thạch, nhưng liên tục gặp môi thạch hai lần sẽ thế nào, sách không nhắc tới. Có thể là vận xui tăng gấp bội. Nghe Vĩnh Phi có chút không quá xác nhận nói, đương nhiên cũng có thể là gặp một lần và gặp hai lần là không khác gì nhau. Dần dần thương đội không có ai nói chuyện nữa, trong không khí nặng nề tiếp tục đi tới. Sau nửa canh giờ, thương đội lại ngừng lại. Bởi vì phía trước có đường nhỏ từ đá cuội màu lam sẫm lát thành, chỉ là đường nhỏ này dài chừng 8 thước, rộng 5 thước, nhìn thì rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn một cái là có thể phân biệt ra không phải con đường lúc trước đá cuội hơi rung rung trái phải. Thương đội đều trầm mặt một thoáng mặt bàn đội trưởng, phong quản sự nhìn về phía ba gã dẫn đường với vẻ bất thiện. Ta nghĩ ba vị và phong gia chúng ta chắc không có oán cừu gì chứ, phong quản sự lạnh giọng hỏi, lần đầu tiên gặp thì coi như là có thể chấp nhận được, nhưng hiện tại đã là lần thứ ba, các ngươi giải thích thế nào, ba vị dẫn đường ngơ ngác nhìn nhau, một người trong đó vẻ mặt đau khổ nói phong quản sự, chúng ta cũng không biết thế này là sao, đây đúng là, hiện tại giải quyết như thế nào, bàn đội trưởng mặt lạnh như tiền cắt ngang lời giải thích của gã dẫn đường. Ba vị dẫn đường thấp giọng thương lượng một lúc, mới do một người trong đó nói liên tục ba lần gặp phải môi thạch, việc này thật sự quá ly kỳ, chúng ta kiến nghị quay về theo đường cũ. Người nói quay về theo đường cũ, sắc mặt phong quản sự hơi trầm xuống, lý do là gì, chúng ta vừa mới đi không bao lâu, muốn ra khỏi biển cây sợ rằng phải mất thời gian một ngày một đêm, nhưng về doanh địa thì chỉ cần một đoạn thời gian rất ngắn trở về doanh địa cho dù có chuyện không tốt gì phát sinh cũng có thể ứng đối tốt hơn dẫn đường giải thích nhưng sao ngươi có thể bảo đảm chúng ta có thể bình yên trở lại doanh địa môi thạch này bất kể lui về phía sau hay tiến về phía trước đều sẽ gặp phải chuyện xui xẻo còn nữa sau khi trở về chúng ta sẽ không tiến vào biển cây nữa vĩnh viễn ở lại doanh địa rách nát đó à phong quản sự tức giận nói cũng không phải không tiến vào biển cây, chúng ta có thể chờ 2 3 ngày, chỉ cần xác nhận vận xui đã tiêu trừ, vậy lại lên đường." Dẫn đường kiên trì nói. "2 3 ngày, Phong quản sự cười nhạo một tiếng, ngươi biết trì hoãn 2 3 ngày sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thất cho thương đội của chúng ta không?" Ba vị dẫn đường nhìn nhau, một người trong bọn họ bất đắc dĩ nói vậy theo ý của Phong quản sự là muốn làm như thế nào, ý của ta rất rõ, đã không biết vận xui phát sinh lúc nào, bất kể lui về phía sau hay là đi tới đều có khả năng vậy chỉ có thể tiếp tục đi tới, nếu vẫn xui tới, vậy nghĩ cách giải quyết. Phong quản sự lạnh lùng nói. Phong quản sự nói rất đúng, vì sao chúng ta phải lui về phía sau. Ba lần môi thạch mà muốn dọa lui chúng ta, theo ý ta, ba lần môi thạch căn bản không khác gì một lần môi thạch cả. Bàn đội trưởng lên tiếng hưởng ứng. Phong quản sự và bàn đội trưởng đã nói như vậy, vậy chúng ta cũng không có ý kiến. Ba vị dẫn đường lại thương lượng vài câu đồng ý hai người chủ sự đều tỏ ý muốn đi tới bọn họ phản đối cũng vô dụng dẫn đường ở trong biển cây có thể mang tới tác dụng quan trọng vị trí ở trong thương đội cũng rất quan trọng nếu là thương đội nhỏ nói không chừng tất cả đều nghe theo người dẫn đường nhưng trong thương đội lớn như vậy bọn họ không làm chủ được chỉ có thể nghe lệnh mà làm việc ba người chu phàm đứng cách đó không xa càng không thể phản đối trừ khi bọn họ muốn thoát ly thương đội một mình rời đi nhưng không có dẫn đường bọn họ cũng không tìm thấy đường về. Bàn đội trưởng, phong quản sự muốn mạo hiểm đi tới, bọn họ chỉ có thể đi theo. Thương đội lần thứ ba vòng qua môi thạch, dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường, rụt rè đi tới. Nhưng liên tục ba lần gặp phải môi thạch, bầu không khí sợ điềm xấu bao phủ toàn bộ thương đội. Các võ giả cảnh giác nhìn chung quanh. Khắp nơi đều là ma một đen xì cao lớn, trên đỉnh đầu là cành đen đang xen chỉ có xa xa thỉnh thoảng truyền đến quái thanh mỏng manh. Ba người Chu Phàm vẫn đi ở phía sau cùng thương đội, Chu Phàm nghĩ một chút rồi thấp giọng hỏi các ngươi có biết ba vị dẫn đường đó không? Có. Lỗ thần gật đầu nói, Chu Huynh ngươi hoài nghi ba người bọn họ à? Nhưng theo ta biết, danh dự của ba người bọn họ rất tốt, chắc không có vấn đề gì. Nghe Vĩnh Phi cũng tỏ vẻ đồng ý với lời nói của lỗ thần, người dẫn đường của doanh địa biển cây là không có vấn đề đối với người dẫn đường mà nói danh dự rất quan trọng nếu đội ngũ dẫn dắt gặp chuyện không may chỉ có người dẫn đường sống sót đi ra vậy người dẫn đường này về sau sẽ không có ai dám mời hắn dẫn đường nữa chu phàm nhíu mày nếu dẫn đường không có vấn đề vậy việc này đúng là quá quỷ dị liên tục đụng phải ba lần môi thạch chẳng lẽ đúng là trùng hợp hắc long từng nói ta là vô mệnh chi nhân sẽ gặp phải vận rủi khó có thể ứng phó liệu có phải vì ta không trong lòng Chu Phàm bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ như vậy. Chỉ có điều hắn rất nhanh liền phủ định suy nghĩ như vậy, cái này nhìn thì không giống. Nếu không phải là vì hắn, vậy là đang nhằm vào thương đội này sao? Bàn đội trưởng và phong quản sự phủ quyết đề nghị của người dẫn đường, kiên trì đi tới, thực sự giống như bọn nói ngoài mặt sao, bọn họ vội vã đi đường như vậy, có phải vì lý do gì khác không? Khi Chu Phàm đang nghĩ tới việc này, nghe vĩnh phi bỗng nhiên nói kỳ thật đối với loại chuyện xui xẻo ba lần gặp phải môi thạch này ta cũng có một suy nghĩ suy nghĩ gì lỗ thần tò mò hỏi đó chính là khi chúng ta lần đầu tiên gặp môi thạch ngụ ý là chúng ta đã dính vận xui vậy vận xui này rất có thể là dẫn chúng ta gặp phải môi thạch lần thứ hai sau đó thì vận xui tích lũy khiến cho chúng ta lại gặp phải môi thạch lần thứ ba nghe vĩnh phi nói ra cái nhìn của mình sao có thể như vậy được lỗ thần lắc đầu nếu là như vậy lúc trước những người gặp phải môi thạch cũng không nói vậy với chúng ta không ngừng gặp phải môi thạch à chẳng lẽ chúng ta tiếp theo sẽ lại gặp phải môi thạch nữa sao chuyện vận khí thì ai nói chắc được có lẽ là chúng ta đặc biệt xui xẻo thì sao nghe vĩnh phi nói cách nói của nghe huynh cũng có chút đạo lý chu phàm nghĩ một chút rồi nói đúng lúc này bàn đội trưởng ở phía trước thương đội đột nhiên quát to cẩn thận thương đội lập tức dừng lại, các võ giả lập tức rút ra đao kiếm. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trên ba gốc ma một đen xì ở thấy phía trước có bùng lầy xanh xám dính nhớp chảy xuống. Bùng lầy xanh xám thuận theo ma một đen xì chảy xuống, rơi trong lá mục dưới đất, không ngừng mất máy tụ tập lại giữa. Lui về phía sau, lui về phía sau, là bất định nê cấp bạch sát. Bàn đội trưởng gầm lên. Người của thương đội vừa nghe thấy là quái quyệt cấp bạch sát, đều nhanh chóng đẩy hàng hóa lui về phía sau. Cấp bạch sát chính là quái quyệt cho dù có mấy võ giả hoán huyết đoạn cũng khó đối phó. Tất cả mọi người thầm nghĩ, vận xui của thương đội cuối cùng cũng tới rồi, bằng không sao lại gặp phải quái quyệt cấp bạch sát. Đột nhiên, bùng lầy mấp máy trên mặt đất ngưng tụ thành từng cục đá bắn về phía bên thương đội. Tiếng vù vù vang lên trong cây rừng, đất đá nhiều không đếm xuể giống như vạn tên cùng bắn. Thuẫn đội trưởng la lớn võ giả thủ hộ thương đội được huấn luyện bài bản từ trên xe đẩy lấy phương thuẫn màu đen to lớn xuống dựng lên. Trong thuẫn bài dáng phù lục, trong nháy mắt phương thuẫn màu đen được dựng lên, có từng đạo quan mạc đen xì nối liền phương thuẫn màu đen lại, cấu thành quan mạc phòng hộ ở phía trước đoàn xe. Đất đá đánh lên trên quan mạc đen xì phát ra từng tiếng tạch tạch, đất đá hóa thành bùng lầy nổ tung, bắn lên trên thuẫn bài quan mạc, rất nhanh bùng lầy liền bốc cháy tường thuẫn được nối lại lập tức hình thành một bức tường lửa. Có điều lực lượng của phù lục vẫn chống đỡ được bùng lầy bốc cháy, hỏa diễm rất nhanh liền dập tắt. Bùng lầy xanh xám phía trước đã tụ thành một đoàn hình dạng bất quy tắc, nó đang không ngừng mấp máy. Giết nó! Bàn đội trưởng đã cầm trảm mã đao cán dài tiến lên. Phía sau hắn là ba võ giả hoán huyết đoạn tốc độ không thua gì hắn. Tới hỗ trợ. Nghe Vĩnh Phi chỉ nói một câu, cũng phóng về phía trước. Chu phàm rút đao gỉ ra, thi triển thân pháp đi theo phía sau nghe Vĩnh Phi. Sáu võ giả hoán huyết đoạn công tới, triệt để chọc giận bất định nê, thân thể của nó lập tức vương ra mấy chục roi bùng, cuộc tới bọn Chu phàm Roi bùng xanh xám rung rung trong không trung, tỏa ra lục quang, nhanh tới chỉ có thể nhìn thấy tiên ảnh, bóng roi, xanh xám mơ hồ. Thân thể Chu phàm dịch chuyển sang bên trái, tránh được mấy đạo roi bùng vạn vẹo giống như độc xà, roi bùng quét qua, chặt đứt ngang mấy cây ma một to lớn, cành đang xen phía trên khiến cho ma một bồng bình không rơi xuống. Một võ giả hoán huyết đoạn bị bất hạnh quất trúng, bị quét cho bắn tung tóe ra, đập xuống đất, trong nhất thời khó có thể đứng lên. Quy lực của roi bùng này lợi hại hơn bọn họ nghĩ. Vào lúc thế này, tất nhiên không thể lui về phía sau, năm người bọn chu phàm chém giết với bất định nê, mà võ giả phía sau cũng đang không ngừng sử dụng thủ đoạn viễn trình công kích bất định nê thân thể của bất định nê rất kỳ quái, nó có thể biến ảo thành đao kiếm roi tên, cũng có thể hóa thành thuẫn bài tường đất kỳ quái, thủ đoạn nhiều tới khiến người ta khó lòng phòng bị. Mọi người và bất định nê đánh nhau hung hiểm mà kịch liệt trong rừng cây. Có điều bất định nê cuối cùng vẫn ít không địch lại nhiều, bị chu phàm nhắm chuẩn cơ hội, đổi sang đứt tự đao, nhảy ra, từ trên xuống dưới chém thành hai đoạn. Chân khí, viêm dương khí dạo sát bất định nê, đốt cháy bất định nê giết chết bất định đê rừng cây trong nhất thời biến thành im lặng đa tạ chu huynh đệ sau khi ra ngoài phong gia thương đội chúng ta nhất định sẽ trả thù lao cao bàn đội trưởng thở vào nói một câu với chu phàm bảo người của thương đội bắt đầu thu thập cục diện trận đánh với bất định đê có không ít võ giả trên người đều mang theo thương tích võ giả hoáng huyết đoạn hạnh bị bất định đê một roi quất trúng vẫn chưa chết nhưng bị thương không nhẹ phải có người đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng lên chu phàm nhìn thương đội bận rộn hắn đi sang bên nghỉ ngơi kỳ thật nếu chỉ có một mình hắn bất định nê sẽ chết nhanh hơn dưới loại tình trạng vừa rồi hắn không dám bùng nổ toàn lực giữ lại một bộ phận thực lực không chỉ bởi vì nhiều người mắc tạp mà là một khi thể hiện ra thực lực quá lợi hại cho dù giết được bất định nê người của thương đội sẽ sinh ra cảnh giác cực lớn đối với một võ giả có đủ thực lực giết chết tất cả mọi người trong thương đội Đối với hắn là không có bất kỳ lợi ích gì. Cho dù là như vậy, biểu hiện của hắn trong chiến đấu cùng với một đao cuối cùng trảm sát bất định nê, cũng khiến bọn bàn đội trưởng cảm thấy kinh ngạc không thôi đối với thực lực của hắn. Phong quản sự và ba vị dẫn đường từ phía sau thương đội đi tới, bốn người bọn họ vừa rồi không tham dự chiến đấu. Bốn người một người là người chủ sự của thương đội, ba vị dẫn đường còn lại đối với thương đội mà nói là rất quan trọng tốt nhất đừng xuất hiện bất kỳ thương vong gì, cho nên bốn người một mực tránh ở phía sau. Lỗ thần và nghe Vĩnh Phi không bị thương, bọn họ giúp thương đội một lúc rồi sau đó tới nói chuyện với Chu Phàm lỗ thần lại dùng ánh mắt bội phục hâm mộ nhìn Chu Phàm, dẫu sao tuổi của hắn là lớn hơn Chu Phàm, nhưng Chu Phàm lại cao hơn hắn một cảnh giới, hơn nữa vừa rồi đánh một trận, hắn đã nhìn thấy thực lực của Chu Phàm ở trong một đám võ giả hoáng huyết đoạn, đều là tồn tại giống như hạt trong bầy gà. Nếu không phải Chu Phàm ở đây, thương vong của thương đội sẽ lớn hơn, điều này khiến hắn không thể không bội phục. Phong quản sự sau khi xử lý một số chuyện, cũng đi tới biểu đạt lòng biết ơn đối với Chu Phàm. Nếu Chu huynh đệ đồng ý, sau khi ra khỏi biển cây, thương đội chúng ta muốn mời Chu huynh để tiếp tục hộ vệ thương đội chúng ta. Phong quản sự sau khi biểu đạt lòng biết ơn liền nói, không biết mục đích chuyến này của chuyến này là đâu, Chu Phàm thấy vậy thừa cơ hỏi chúng ta muốn tới cự hùng huyện. Phong quản sự nghĩ một chút rồi nói. Cự hùng huyện ở ngay cạnh cao tượng huyện, nhưng một huyện của thế giới này đúng là quá rộng lớn, cự hùng huyện có thể nói là đường xá xa xôi. Vậy sợ rằng là khác đường rồi. Chu Phàm nói uyển chuyển cự tuyệt. Vậy quá đáng tiếc. Phong quản sự không nhiều lời, mà là xoay người rời đi. Chu Phàm nhíu mày, phong gia thương đội đến từ cự hùng huyện sao, Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Phong quản sự nói dối, nhưng phương hướng Phong gia thương đội muốn tới chắc là Cự Hùng huyện, điều này là không thể sai được. Chu Phàm thở dài trong lòng, xem ra thương đội này cũng không đơn giản, có điều bất kể là như thế nào, hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể thuận lợi ra khỏi biển cây, sau đó thì ai đi đường nấy. Thương đội lại lên đường, cho dù chịu tổn thương nhất định, nhưng bầu không khí của thương đội lại biến thành thoải mái hơn không ít. Bởi vì ở trong mắt không ít người gặp phải quái quyệt cấp bạch sắc bất định nê đã là vận xui lớn nhất của bọn họ rồi, hiện tại giết được bất định nê, vận xui chính là đã được giải quyết triệt để. Lỗ thần và nghe vĩnh phi cũng đang rụt rịch muốn động, rời khỏi thương đội đi làm chuyện thu thập tài liệu. Ngay khi hai người bọn họ định nói với bàn đội trưởng một tiếng, trong thương đội có người kinh hô thành tiếng. Chu phàm cấp tốt nhìn phía trước, phía trước cũng không có bất kỳ vấn đề gì, hắn lại đi sang hai bên trái phải nhìn, thấy phía bên phải có một gốc ma một to lớn vỏ cây bị tróc ra, có từng dây leo trắng to bằng ngón tay từ trong chui ra. Dây leo trắng cuốn lấy ma một to lớn, rất nhanh đã siết nát ma một, dây leo trắng chui ra càng lúc càng nhiều. Dây leo đang vào thành một hình người, theo hình người hiện lên, dây leo trắng trên hình người cũng không ngừng biến ảo màu sắc, hơn 40 đằng nhân, người dây leo, dần dần thành hình. Là oán nhân đằng. Có người hít một hơi lạnh nói đi mau những lời rời khỏi nơi này bàn đội trưởng quát to oán nhân đằng là quái quyệt cấp bạch sát khi xuất hiện sẽ bệnh thành bộ dạng của kẻ địch chỉ cần dây leo bệnh ra bộ dạng chi tiết của kẻ địch lại dùng dây leo công kích đằng nhân bệnh ra kẻ địch cũng sẽ chịu thương tổn nguyền rủa đồng dạng gặp phải oán nhân đằng bình thường cách làm luôn là tận lực rời xa nó chỉ cần tốc độ tránh xa rất nhanh phạm vi đủ xa nó sẽ không có cơ hội phỏng chế ra hình người tương tự Chu Phạm nhớ lại tư liệu liên quan tới oán nhân đằng mình từng xem, theo thương đội tấp tốc rời đi. Bàn đội trưởng ngay lập tức nói chạy đi, chứ không phải thử công kích, cũng bởi vì đặc tính quỷ dị khó chơi của oán nhân đằng. Nhưng bọn họ đang lẫn trốn, dây leo khổng lồ thoát ly ma một, giống như cua, dùng dây leo của nó chống đất bò theo, vừa bò vừa chậm rãi bệnh đằng nhân treo phía trên dây leo. Bệnh đằng nhân công kích đằng nhân, là mô thức săn bắn của oán nhân đằng. Tốc độ bò của oán nhân đằng không tính là nhanh, nhưng vấn đề là thương đội có xe, trên xe lại có rất nhiều hàng hóa, tốc độ của thương đội cũng không nhanh được. Bọn họ không ngờ oán nhân đằng lại đi theo. Quái quyệt cấp bạch sát quả nhiên không dễ đối phó. Sắc mặt lỗ thần trắng bệt nói. Ba người chu phàm một mực chạy ở sau cùng thương đội. Chu phàm quay đầu nhìn lại, tốc độ hình thành của đằng nhân không chậm, hiện tại hình dáng ngũ quan đều có dấu hiệu thành hình nhìn như vậy, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ triệt để thành hình. Bàn đội trưởng, không tránh được nó rồi. Chu Phạm hét lớn một tiếng nói về phía trước. Ta biết rồi. Bàn đội trưởng cũng một mực lưu ý động tĩnh phía sau, theo ta cùng tiến lên, giết nó. Đã không thoát được, vậy cũng chỉ có phóng tay liều một phen. Chỉ có một bộ phận nhỏ người, như phong quản sự, ba người dẫn đường và võ giả điều khiển xe đi tới vẫn đang tiếp tục chạy bàn đội trưởng dẫn theo người của đội hộ vệ xông về phía sau. Chu Phàm và Lỗ Thần cũng ngừng lại, chạy tới oán nhân đằng. Trên người Chu Phàm có tử kim quang mang hiện lên, giáp trụ rất nhanh đã triệt để bao phủ hắn. Các võ giả hướng xông về phía oán nhân đằng. Quán nhân đằng cũng đúng lúc ngừng xông tới trước, dây leo màu trắng đâm tới các võ giả. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, lập tức có mấy võ giả không tránh kịp, thân thể trực tiếp bị dây leo sắc bén xuyên qua vỏ giả thân thể bị xuyên qua phát ra tiếng hét thảm vũ khí trong tay bọn họ thử chém đứt dây leo nhưng dây leo vô cùng cứng cỏi không dễ chém đứt như vậy bọn họ chỉ kịp chém một đao bổ một kiếm thân thể bắt đầu nhanh chóng khô héo khi chỉ còn lại da bọc xương mới bị dây leo ném ra ngoài đây là bị oán nhân đằng trực tiếp dùng ăn không ít người biến sắc nhao nhao cẩn thận ngăn cản công kích của những dây leo này phòng ngừa bị dây leo xuyên qua dây leo co duỗi biến ảo, quỷ dị khó lường, lại có đằng thứ, mũi nhọn dây leo, có thể dễ dàng xuyên qua thân thể của võ giả kháng kích đoạn. So với bất định nê thì còn khó đối phó hơn. Trong chiến đấu, Chu Phàm cố ý để dây leo đâm vào tử kim kinh giáp của hắn một chút, mũi nhọn của dây leo rất nhanh đã lưu lại một vết đâm nhợt nhạt trên tử kim giáp trụ của hắn. Hắn tính toán một chút, sau đó nhiều tử kim quang mang hơn ùa ra, kinh giáp biến thành dày hơn, hóa thành trọng giáp vụn về. Tốc độ của trọng giáp không bằng kinh giáp, nhưng được cái là đủ dày. Chu Phàm thu hồi đao gỉ, lại rút đứt tự đao ra. Trên cự đao hiện lên hỏa diễm màu lam, lại dưới chân khí rót vào mà đón gió phóng to. Hắn lao thẳng tới oán nhân đằng, không đến xỉ tới dây leo quất đâm lên trên giáp trụ. Oán nhân đằng thấy Chu Phàm tới gần, phát ra tiếng rít bén nhọn, dây leo vốn quất ra muốn thu hồi lại để ngăn cản Chu Phàm, nhưng có không ít bị bọn bàn đội trưởng xuất thủ cản lại. Cho dù là như vậy, vẫn có mấy chục dây leo đâm tới Chu Phàm. Cự đao quét qua, một đao chặt đắt mấy chục dây leo. Nước dây leo màu trắng sữa rơi xuống đất, dây leo lại nhanh chóng sinh trưởng ra. Quán nhân đằng thấy không phá được phòng ngự của Chu Phàm, nó triệt để hoãn rồi, lợi dụng dây leo cấu thành từng đằng võng, lưới dây leo. Chỉ là đằng võng cũng không ngăn được Chu Phàm, cự đao chém xuống từng đao, một đao có thể phá được một tầng đằng võng. Hắn không quá lao lực đã tiến vào trong vòng oán nhân đằng một thước. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, lập tức bổ ra mấy chục đao, đao quang hỏa diễm màu lam chém nát bộ vị hạch tâm của oán nhân đằng. Phim dương khí được chân khí tăng cường từ bộ phận hạch tâm bắt đầu đốt cháy oán nhân đằng, lãnh lam hỏa diễm thuận theo dây leo lan ra, đốt cháy cả dây leo, đằng nhân. Hỏa diễm bốc cháy hừng hực, trong dây leo vang lên tiếng kêu quái dị bén nhọn, Tiếng trích này không bao lâu sau liền biến thành nhỏ lại. Trận chiến này chỉ duy trì một thoáng đã kết thúc, nhưng không ít võ giả đều mỏi mệt ngồi trên mặt đất, oán nhân đằng thật sự quá khó giải quyết, hơi vô ý chút sẽ bị dây leo xuyên qua hút khô. Cho dù một thoáng, nhưng loại chiến đấu tần suất cao này, đúng là quá khảo nghiệm người ta. Có không ít người trên người vẫn mang theo vết cắt của dây leo, lại có năm sáu người bị oán nhân đằng giết chết chu phàm cúi đầu tìm kiếm một lúc trong dây khô đã bị đốt cháy mới tìm thấy một khúc tiểu đằng màu vàng chỉ to bằng hai ngón tay đây là tài liệu có giá trị duy nhất của oán nhân đẳng cấp bạch sát loại tài liệu này là tài liệu chủ của không ít đang dược đắt đỏ rất có giá trị chu phàm vốn còn lo lắng tiểu đằng màu vàng bị hắn thiêu hủy cũng may là vẫn còn hắn cẩn thận thu lại tiểu đằng màu vàng không ít người đều thấy một màn này nhưng không ai nói thêm một câu bởi vì đây vốn chính là chu phàm nên có được Chu Phạm ở trong trận chiến này, lại phát huy ra tác dụng quan trọng nhất, nếu không có hắn đúng lúc xông vào, kích sát quán nhân đằng, vậy thương đội sẽ có nhiều người chết hơn. Thương đội ở cách đó không xa sớm đã ngừng lại, thế chiến đấu đã kết thúc, phong quản sự dẫn theo người tới hỗ trợ băng bó thương thế cho người bị thương. Phong quản sự và bàn đội trưởng lại tỏ ý cảm tạ Chu Phạm, đồng thời hứa sau khi rời khỏi đây, sẽ trả thù lao phong phú. Mọi việc đã xong, thương đội lại lên đường trong khoảng thời gian ngắn liên tục gặp phải hai quái quyệt cấp bạch sát cho dù là ở trong biển cây cũng cực kỳ hiếm thấy khiến cho tất cả mọi người của thương đội biến thành mỏi mệt không thôi chỉ là ba người dẫn đường vẫn kiên trì tiếp tục đi đường bởi vì bọn họ phải trước khi trời tối tới địa điểm tương đối an toàn trong dự định để qua đêm bằng không ở trong biển cây này sẽ rất nguy hiểm lời của người dẫn đường phong quản sự và bàn đội trưởng đương nhiên không thể không nghe trong quá trình thương đội tiến về phía trước, lỗ thần thấp giọng thở dài vận xui chắc đã trôi qua rồi. Từ lúc gặp phải ba lần môi thạch, thương đội liên tục xui xẻo gặp phải quái quyệt cấp bạch sát hai lần, cũng may là thương đội có không ít cao thủ, phàm là thương đội yếu hơn một chút, sợ rằng đã bị toàn diệt rồi. Vạn nhất vẫn chưa kết thúc thì sao, nghe Vĩnh Phi cười khổ nói. Không thể nào, lỗ thần hơi sửng sốt. Liên tục gặp phải hai quái quyệt cấp bạch sát đã đủ xui xẻo rồi, hắn có chút không dám tưởng tượng sẽ có quái quyệt cấp bạch sát thứ ba xuất hiện nhưng điều này cũng có khả năng sẽ phát sinh chẳng lẽ còn có lần thứ ba xuất hiện sao lỗ thần nghĩ đến đây trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nếu thực sự thêm một lần nữa với trạng thái hiện tại của thương đội còn có thể chống đỡ được sao thật sự sẽ có cấp bạch sát thứ ba xuất hiện sao hoặc là cao hơn lỗ thần rất lo lắng đối với điều này ta chỉ là nói một chút mà thôi ngươi cũng đừng quá lo lắng nghe Vĩnh Phi cười nói. Sắc mặt lỗ thần sầu khổ nói nói không chừng để ngươi nói đúng thì sao? Từ khi gặp phải ba lần môi thạch, ta cảm thấy chuyện xui xẻo gì cũng có khả năng phát sinh, dẫu sao không ai nói chắc được vận xui đã thật sự kết thúc hay chưa, lo lắng nhiều như vậy cũng vô dụng, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn. Chu phàm bình tĩnh nói. Chu Huynh nói rất có lý, may mà có Chu Huynh ở đây, bằng không chúng ta chưa chắc đã có thể vượt qua được công kích của hai quái quyệt cấp bạch sát lỗ thần bình tĩnh nói kỳ thật bởi vì sự cường đại của chu phàm trong lòng lỗ thần và nghe vĩnh phi đều có chút tò mò về lai lịch của hắn nhưng dưới tình huống đã ở giả ngoại lại quen biết chưa tới một ngày tùy tiện tìm hiểu lai lịch của người khác đây là chuyện rất kiên kỵ nghe vĩnh phi lỗ thần và võ giả khác của thương đội đều không dám hỏi nhiều ba người không nói chuyện phím nữa biển cây âm u mà có chút ẩm thấp có thể ngửi được khí vị do lá mục phát ra Chu Phàm nhìn hoàn cảnh biển cây buồn tẻ đơn điệu lại hoàn toàn xa lạ, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy biển cây mang tới cho hắn một loại cảm giác quen thuộc rất quái lạ. Cảm giác quen thuộc này tới rất không hợp lẽ thường, dẫu sao hắn biết mình chưa từng đến ma một thụ hải, cho dù là rừng cây tương tự cũng chưa từng tới. Hắn lắc đầu, rồi đây là một loại ảo giác. Bởi vì không biết vận xui đã kết thúc hay chưa, cũng bởi vì hai trận chiến đấu, khiến cho lỗ thần và nghe vĩnh phi đều cảm thấy mỏi mệt, Loại mỏi mệt này không phải mỏi mệt trên thể lực. Trên thực tế võ giả đã trải qua tu luyện thể lực đoạn, thể lực là hơn xa võ giả bình thường, sự mỏi mệt của bọn họ là đến từ hao tổn chân khí. Bọn họ cũng không nghĩ tới thu thập tài liệu nữa, mà là ngoan ngoãn đi theo thương đội. Trên mặt hai người lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lần này vốn tưởng rằng theo thương đội lớn có thể thoải mái kiếm tiền, ai ngờ lại xuất hiện nhiều chuyện như vậy, cứ tiếp tục như vậy sau lần này lợi nhuận kiếm được chỉ đủ miễn cưỡng bù đắp cho phù lục đã hao tổn trong chiến đấu có điều có đôi khi chính là như vậy không phải mỗi lần tiến vào biển cây đều có thể thắng lợi trở về bọn họ rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái ở dưới loại tình hình này có thể giữ được tính mạng là đã tốt lắm rồi chỉ cần có thể sống sót chuyện kiếm tiền sau này có thể tiếp tục nghĩ biện pháp chu phàm cũng không rời khỏi thương đội mà là cùng lỗ thần nghe vĩnh phi đi theo phía sau đội ngũ bởi vì nguyên nhân long thần huyết, chân khí chu phàm hao tổn có thể cấp tốc hồi lại, hắn cũng không có vấn đề như bọn lỗ thần, nghe vĩnh phi. Nhưng giống như nghe vĩnh phi nói, vận xui chưa chắc đã hết, nếu lúc này hắn rời khỏi thương đội, thương đội bị người ta dọn cả ổ, vậy đối với hắn mà nói, sẽ là một kết quả rất khó chấp nhận. Người khác của thương đội có thể chết, nhưng ba người dẫn đường đó lại không thể gặp chuyện không may, bằng không chuyện sẽ rất phiền. Ở trong biển cây, rất khó biết được thời gian chuẩn xác, nhưng bọn họ một đường đi tới, Chu Phàm Phỏng đoán chắc đã tiếp cận thời gian mặt trời lặn rồi. Bởi vì trong rừng cây tia sáng đã tối đi không ít, điều này chứng tỏ trời cũng sắp tối rồi. Ba người dẫn đường ở phía trước càng lúc càng trở nên khẩn trương, nếu không nhanh chóng tìm được nơi qua đêm, đối với toàn bộ thương đội mà nói, đều là chuyện rất nguy hiểm. Sau khi bọn họ thương lượng vài câu với bàn đội trưởng, phong quản sự Toàn bộ thương đội đẩy nhanh tốc độ đi tới. Tần suất ba người dẫn đường dẫn theo võ giả đi phía trước dò đường là càng lúc càng cao. Dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường, thương đội ở trong rừng cây, rẽ ngang rẽ dọc, sau nửa canh giờ, bọn họ nhìn thấy một khoảng đất trống. Trên đất trống mọc cỏ dại xanh đen. Nhìn thấy đất trống, trên mặt ba vị dẫn đường, bàn đội trưởng và bọn phong quản sự đều lộ ra nụ cười sau đó lập tức tuyên bố thương đội đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở đây. Chúng ta gọi nơi này là giả túc địa, nơi tá túc qua đêm, an toàn. Lỗ thần giải thích, không biết vì sao, quái quyệt bên trong biển cây rất ít tập kích loại đất trống mọc cỏ dại xanh đen này, cho nên phần lớn người tiến vào biển cây đều sẽ lựa chọn nghỉ ngơi ở đây. Đương nhiên, nếu không có người dẫn đường hỗ trợ dẫn đường, người bình thường muốn tìm được nơi an toàn này, sợ rằng là dựa vào vận khí. Chu Phạm có chút kinh ngạc nhìn cỏ dại xanh đen đó, nhưng hắn không nhận ra lai lịch của loại cỏ dại này. Xác nhận là vì loại cỏ dại này chứ, không thể xác nhận. Nghe Vĩnh Phi lắc đầu nói chúng ta cũng chỉ là dựa vào suy đoán, nhưng qua đêm lên loại đất trống này quả thật rất an toàn. Trên thực tế có một số người cho rằng lòng đất có gì đó, còn thử đào bới, nhưng không phát hiện gì, cũng từng thử di thực loại cỏ dại xanh đen này, nhưng một khi nhổ nó lên, rất nhanh sẽ héo rũ lỗ thần cười nói đất trống như vậy nhiều không trước khi chúng ta xuất phát đã có mấy thương đội tiến vào trong biển cây trước chúng ta vì sao không thấy bọn họ chu phàm lại hỏi biển cây lớn như vậy loại địa phương này cũng không tính là ít có thể gặp nhân loại ở nơi an toàn hay không toàn là dựa vào vận khí trên mặt nghe vĩnh phi lộ ra vẻ thoải mái nhưng xem ra vận khí của chúng ta không tồi không gặp phải thương đội khác ở loại địa phương này gặp thương đội khác chưa chắc đã là chuyện tốt vậy xem ra vận xuôi của chúng ta đã trôi qua rồi lỗ thần cười tiếp lời nói chỉ là tiếng nói chuyện của ba người rất nhanh đã bị tiếng ồn ào hỗn loạn của thương đội vừa hạ trại cắt ngang trong doanh địa dường như đã xảy ra chuyện gì ba người chu phàm ngơ ngác nhìn nhau có điều bọn họ ở dưới tình huống chưa rõ không tùy tiện chạy vào mà là chậm rãi đi đến chỗ có tiếng hỗn loạn doanh địa không tính là lớn có không ít võ giả cũng áp dụng sách lược giống như chu phàm rất nhanh bọn họ lại thấy một đám người thưa thớt vây quanh một nam tử mặt kình trang màu đen nam tử khoảng 30 tuổi hắn đang vẽ mặt ngỡ ngàng nhìn bụng của mình bụng hắn giống như phụ nữ có thai vậy phình to tròn vo như quả bóng cao su trong mắt chu phàm lộ ra vẻ cảnh giác và kinh ngạc người này trúng nguyền rủa à đám người phong quản sự bàn đội trưởng cũng đã chạy tới không ai lên tiếng cười nhạo chỉ cảnh giác nhìn nam tử đó nhậm đầu. Bàn đội trưởng nhẹ giọng gọi nam tử giống như đang mang thai đó. Nhậm đầu mới từ trong ngơ ngẩn hoàng hồn lại, mắt hắn lộ vẻ hoang mang nói đội trưởng, cứu ta. Ngươi trước tiên bình tĩnh lại đã. Bàn đội trưởng vẫy vẫy tay, bảo người ở gần nhậm đầu lui về phía sau một chút. Đây là ngươi làm sao vậy? Bàn đội trưởng trầm giọng hỏi. Ta không biết. Trên mặt nhậm đậu vẫn mang theo vẻ kinh sợ, Hắn nhanh chóng lắc đầu vừa rồi ta đang hỗ trợ làm việc, sau đó ta cảm thấy bụng đau, sau đó thì bụng cũng chậm rãi to lên. Chu phàm đang một mực quan sát nhậm đậu này, hắn nhảy bén nhìn thấy trên người nhậm đậu dán phù lục phòng ngừa nguyên rũ ký sinh, vẫn nguyên vẹn quấn ở vai trái. Bàn đội trưởng cũng chú ý thấy điểm này, hắn từ trong phù đại lấy ra hai đạo phù lục ném cho nhậm đậu dán lên chúng. Sau khi nhậm đậu xác nhận đây là phù lục dùng để phụ trợ, không gây thương tổn đến thân thể hắn, vội vàng dán lên trên người mình, nhưng hai đạo phù lục không mang tới bất kỳ phản ứng gì bàn đội trưởng thấy vậy liền nhíu mày hắn nhìn về phía ba người dẫn đường các ngươi đã từng thấy loại tình huống này chưa ba người dẫn đường đều lắc đầu ba người dẫn đường ở trong biển cây có kinh nghiệm sinh hoạt cực kỳ phong phú nhưng bọn họ đối với tình huống của nhậm đậu cũng hoàn toàn không rõ điều này khiến sắc mặt bàn đội trưởng biến thành ngưng trọng nhậm đậu người ở trên đường có ăn loạn cái gì không không nhậm đậu có chút kích động nói hắn cũng không phải lần đầu tiên đến hoang dã, sao có thể ăn loạn. Chỉ cần là người hơi có chút thường thức đều biết, hoang dã của thế giới này tràn ngập các loại quỷ dị, thứ ở giả ngoại nếu không được cẩn thận nghiệm chứng nhiều lần, đều không thể ăn bậy. Ở trên đường, trừ hai quái quyệt cấp bạch sát và môi thạch thương đội cùng gặp ra, bản thân ngươi có phát hiện ra chuyện gì dị thường không, bàn đội trưởng lại hỏi. Không, thật sự không. Trên mặt nhậm đậu lộ ra vẻ lo lắng, đội trưởng, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mà thành như vậy, ngươi phải nghĩ biện pháp cứu ta. Vừa mới nói xong lời này, sắc mặt hắn hơi trắng ra, nôn ra một nguồn máu đen. Máu đen rải, người trong doanh địa lại vội vàng lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn nhậm đậu. Nhậm đậu dùng tay áo lau máu lưu lại ở khóe miệng, trên mặt hắn càng sợ hãi hơn, bước mấy bước về phía trước, trong bụng dường như có thứ gì đó đang đá ta, đứng lại bàn đội trưởng trầm giọng quát, nhậm đầu, ngươi chắc biết rõ quy củ của thương đội, trước khi chuyện chưa được giải quyết, ngươi phải đứng tại chỗ bất động. Nhậm đầu không thể không dừng bước, đội trưởng, vậy hiện tại ta nên làm gì, ngươi đừng gấp, chúng ta thương lượng một chút đã. Bàn đội trưởng nhìn tất cả mọi người của doanh địa ở chung quanh, trong lòng hắn hiểu được, chắc là không ai biết nhậm đầu hiện tại tồn tại vấn đề gì, nếu không sớm đã đứng ra nói rồi. Hắn sai người trong chừng nhậm đậu, lại tụ cùng một chỗ với hoán huyết đoạn trong thương đội, Chu Phàm, nghề Vĩnh Phi, ba người dẫn đường và phong quản sự thương lượng việc này. Ta thấy không phải trúng nguyền rủa kịch độc thì chính là bị quái quyệt ký sinh rồi. Trong ba người dẫn đường có người mở miệng phán đoán. Cái này thì ai chẳng biết, phong quản sự cười lạnh nói, vấn đề rốt cuộc là dạng nguyền rủa kịch độc, quái quyệt ký sinh gì mà dẫn tới. Không biết vấn đề cụ thể, chúng ta không thể đúng bệnh hốt thuốc lời này khiến cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Chu Phàm nhíu mày, hắn trong nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì, hắn nhìn về bên kia, nhậm đậu đó lại ói ra một búng máu. Phù giải chú, đang khử độc đều đưa cho hắn một số, sau đó rời xa hắn, để hắn tự sinh tự diệt. Một võ giả hoán huyết đoạn trong thương đội mở miệng kiến nghị. Nếu thật sự không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Ánh mắt bàn đội trưởng lạnh lùng nói thương đội hành tẩu ở giả ngoại có đôi khi sẽ gặp phải tình huống có đội viên không thể cứu chữa, sẽ tàn khốc vứt bỏ, để tránh liên lụy toàn bộ thương đội. Ngay khi bọn họ đang thương lượng, bên nhậm đậu có người kinh hô. Điều này khiến bọn chu phàm vội và ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy nhậm đậu hột máu lợi hại hơn, máu đen không ngừng từ trong miệng phun ra, sắc mặt của hắn biến thành màu xanh đen, toàn thân run rẩy quỳ gối trên mặt cỏ. Bụng hắn phình to hơn, khiến áo có bụng rách ra, lộ ra bụng xám trắng dày đặc cơn máu. Vẻ mặt Nhậm Đậu vặn vẹo, trong mắt trợ ngược, hắn hét lên, dường như đang gặp phải thống khổ khó có thể tưởng tượng. Đều tránh ra. Bàn đội trưởng ngẩn người, quát lớn. Các võ giả vốn đang vây quanh Nhậm Đậu cấp tốc lui về phía sau hơn hai trượng, mới dừng bước. Bọn bàn đội trưởng và Chu Phàm đều chạy tới bên này. Khi bọn họ chạy tới, Nhậm Đậu vẫn mang cái bụng to đùng, hai tay chống đất quỳ gối, hắn ngừng hét. Đầu cúi xuống, nửa mặt lại bị che trong bóng râm. Sắc mặt bàn đội trưởng trở nên ngưng trọng, nhẹ giọng gọi Nhậm Đậu, "Nhậm Đậu?" Thấy không có đáp lại, bàn đội trưởng làm thủ thế, các võ giả của thương đội rút ra binh khí, nếu Nhậm Đậu đã không khống chế được, bọn họ chuẩn bị tùy thời động thủ giết Nhậm Đậu. Nhậm Đậu đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, hắn há miệng, trong miệng có khói đen phun ra. Ầm một tiếng, đầu hắn nổ tung, huyết thủy và bả thịt đen xì văng khắp nơi. Bụng căng vỡ dọc ra, vô số huyết thủy đen xì bắn tung tóe một khối cầu màu đen to bằng nắm tay chui ra khối cầu phủ kính gai nhọn màu đen bồng bềnh trên cỏ thi thể không đầu mới ngã xuống đất đó là cái gì vậy trong võ giả có người nhìn cầu gai đen bồng bềnh kinh nghi bất định nói trước khi chưa có được mệnh lệnh của bàn đội trưởng không ai xuất thủ công kích cầu gai đen bởi vì không ai biết công kích một thứ không biết sẽ phát sinh chuyện gì vạn nhất phát sinh phát nổ kinh người vậy toàn bộ người của doanh địa đều sẽ bị cuốn vào. Cầu gai đen lẳng lặng bồng bềnh, tỏa ra quang mang đen xì. Thanh âm của bàn đội trưởng hấp tấp nói các ngươi ai nhận ra được đây là gì không? Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, mấy chục người ở đây không ngờ không ai nhận ra lai lịch của cầu gai đen. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là quái quyệt ít ỏi hiếm thấy đến tất cả người ở đây đều không nhận ra, khả năng thứ hai thì đây là quái quyệt kiểu mới. Ngay khi mọi người đang không biết phải làm thế nào, cầu gai đen chậm rãi chuyển động trong không trung. Mọi người lập tức trở nên cảnh giác, vì thời đề phòng cầu gai đen triển khai công kích đối với bọn họ. Chỉ là cầu gai đen không phát ra công kích gì, mà là chậm rãi bay tới một võ giả ở đây. Võ giả đó ngẩn người, vội vàng tránh sang bên, chỉ là cầu gai đen dường như đã nhận định hắn, hắn đổi phương hướng, cầu gai đen cũng đổi phương hướng theo hắn. Trong sân biến thành có chút hỗn loạn. Bàn đội trưởng Tên võ giả đó vừa tránh né vừa hét lên. Hắn đã có chút không chịu được, nếu không phải cân nhắc đến quy củ của thương đội, hắn sớm đã công kích cầu gai đen này rồi. Người dẫn nó ra xa một chút, có thể công kích nó. Bàn đội trưởng vừa nói vừa ra hiệu cho người khác, rời xa võ giả đó. Bọn Chu phàm đều nhanh chóng rời xa võ giả. Sắc mặt võ giả âm tình bất định, hắn chạy tới ngoài khu an toàn. Sau khi rời khỏi khu an toàn mấy trượng, cầu gai đen vẫn đi theo phía sau hắn hắn cắn răng biết mình không có lựa chọn nào khác từ trong phù đại lấy ra một viên thiết châu dùng phù lục trong tay bọc lấy thiết châu sau đó ném tới cầu gai đen thiết châu phát ra tiếng xé gió đánh trúng cầu gai đen rầm một tiếng thiết châu hóa thành chùm lửa màu xanh nổ tung cắn nuốt cầu gai đen võ giả đó dừng chân nhìn chầm chầm chùm lửa trong không trung bọn chu phàm cũng lạnh lùng nhìn trùng lửa hóa thành sương khói màu xanh lục tản ra, cầu gai đen lại vẫn nguyên vẹn, không hề hư hao, tốc độ của nó đột nhiên đẩy nhanh, bắn về phía tên võ giả đó. Sắc mặt võ giả khẽ biến, hắn lại vội vàng bỏ chạy về phía sau, rất nhanh đã rời xa doanh địa. Phòng thủ doanh địa, đừng toàn bộ đều đi theo. Bàn đội trưởng bỏ lại một câu, dẫn hai người đi theo. Chu Phàm và Nghe Vĩnh Phi nghĩ một chút, cũng đi cùng. Nếu chưa rõ phát sinh chuyện gì, bọn họ cũng không yên lòng người khác như lỗ thần thì không dám đi cùng chỉ ở lại doanh địa võ giả đó phải vừa đề phòng cầu gai đen vừa chạy về phía trước tốc độ chạy của hắn không tính là nhanh năm người chu phàm một mực quan sát võ giả và cầu gai đen võ giả không dám đi quá xa hắn chạy vòng quanh doanh địa bởi vì nếu đi xa cho dù thoát khỏi cầu gai đen hắn cũng có khả năng bị lạc trong biển cây người đó không tính là quá ngu Nghe Vĩnh Phi nói. Vốn nghe Vĩnh Phi còn nghĩ, nếu võ giả này tiếp tục chạy nhanh ra bên ngoài, hắn sẽ từ bỏ đi theo, những người còn lại cũng ôm tâm tư như vậy. Hiện tại võ giả này không một mực chạy nhanh ra bên ngoài, khiến cho năm người chu phàm đều có thể tiếp tục bám theo. Bàn đội trưởng, hiện tại ta nên làm gì? Võ giả đó thấy bàn đội trưởng theo tới, hắn gấp giọng hô lớn. Vừa rồi hắn đã thử, cho dù hắn trốn ở phía sau cây, trong lùng cây, Cậu gai đây này vẫn có thể tìm được hắn. Hiện tại chuyện hắn có thể làm là không ngừng chạy nhanh, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ngươi thử tiếp tục dùng phù lục công tiếp nó đi. Bàn đội trưởng trầm ngâm một chút lại nói, nói xong hắn từ trong phù đại của mình lấy ra mấy đạo phù lục, sau đó đột nhiên gia tốc, đi tới bên cạnh võ giả này, giao phù lục cho hắn, sau đó lại lui sang một bên. Lần đầu tiên công tiếp không có hiệu quả, nhưng có thể là uy lực của đạo phù lục đó không đủ mạnh cũng không có nghĩa là công kích nhất định vô dụng. Bàn đội trưởng bảo võ giả đó công kích, chứ không phải tự mình công kích. Đây là hắn lấy cẩn thận làm đầu, sợ một khi mình công kích cầu gai đen quái dị này, sẽ bị cầu gai đen dây dưa. Võ giả đó sầm mặt, hắn biết mình không có lựa chọn nào khác, dính phù lục lên trên thiết châu, sau đó bắn ra. Các loại phù lục đặc thù hỏa diễm, băng xương, phong nhận, lôi điện đập lên trên cầu gai đen, những phù lục này không chỉ là phù lục công kích còn có phù lục giam cầm phong ấn cầu gai đen chỉ là nhiều phù lục như vậy đều không mang tới bất kỳ tác dụng gì cầu gai đen giống như một mũi tên nhọn bắn về phía vỏ giả đó tốc độ như vậy đã có thể so với tốc độ cấp ảo ảnh rồi bọn chu phàm lập tức có phản ứng tốc độ của cầu gai đen sau khi gặp công kích sẽ biến thành càng lúc càng nhanh chỉ là ý thức được thì đã quá muộn cự ly giữa vỏ giả đó và cầu gai đen bị kéo lại gần hắn vốn là tốc độ đoạn sau khi chạy nhanh một đoạn thời gian, nguyên khí trong cơ thể tiêu hao kịch liệt, khiến tốc độ của hắn chậm lại. Không duy trì bao lâu, cầu gai đen đã đập lên lưng võ giả đó. Cầu gai đen quỷ dị giống như một vũng nước, rất nhanh đã dung nhập vào trong cơ thể hắn. Võ giả không thể không dừng chân, sắc mặt tái nhợt từ trong phù đại của mình lấy ra mấy tấm phù lục đuổi tà, dán lên trên người mình. Năm người chu phàm cũng dừng chân, nhíu mày nhìn một màn này phù lục không có tác dụng, bụng võ giả bắt đầu cấp tốc phóng to, so với người trước đó thì nhanh hơn không ít, lập tức bành trướng đến quy mô nhất định, hắn qua một tiếng, trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm đen, cả người không chống đỡ được mà quỳ gối xuống đất. Tứ ta! Vẻ mặt võ giả này vạn vẹo nhìn năm người chu phàm. Trong lòng năm người chu phàm bốc lên một trận hàng khí. Đi! Bàn đội trưởng lạnh lùng nói, không chút do dự chạy về phía sau bốn người chu phàm cũng dùng tốc độ tương tự đuổi theo trong lòng bọn họ đều biết võ giả này chắc chắn sẽ phải chết mà một khi hắn chết cầu gai đen quỷ dị đó sẽ lại phá bụng mà ra đến lúc đó nói không chừng sẽ tiếp tục lựa chọn mục tiêu mới cho nên bọn chu phàm mới lựa chọn lập tức trốn khỏi nơi này vừa rồi trong phù lục mà bàn đội trưởng đưa cho võ giả đó có một đạo phù lục lam cấp thượng phẩm nhưng đều không có hiệu quả nói không chừng tất cả phù lục đều không có hiệu quả đối với cầu gai đen loại quái quyệt không biết nhược điểm này mới là khó đối phó nhất võ giả đó chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chu phàm rời đi hắn phát ra tiếng mắng chửi ác độc chỉ là bọn chu phàm cũng không quay đầu lại rất nhanh đã chạy về doanh địa bọn chu phàm vừa về đến doanh địa đều xông tới vô dụng thôi người đó bị phụ thân rồi không biết cầu gai đen còn có quay lại không bàn đội trưởng lắc đầu sắc mặt có chút trầm trọng vậy hiện tại nên làm gì một người dẫn đường ngẩn người huyết tới lúc trời tối, bọn họ không thể rời khỏi nơi đây vào lúc này, tiếp tục tìm kiếm nơi qua đêm mới. Bàn đội trưởng không trả lời, hắn nhìn về phương hướng vừa trở về, hiện tại chỉ có thể hy vọng cầu gai đen sẽ không đuổi tới đây. Bọn Chu Phàm cũng chăm chú nhìn về phương hướng ban đầu. Tất cả mọi người chỉ trầm mặt nhìn. Chỉ chốc lát sau bọn họ lại thấy cầu gai đen từ trong cây rừng chậm rãi bay ra, trong mọi người có không ít người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lo sợ bất an nhìn cầu gai đen bay tới, sợ cầu gai đen sẽ lựa chọn mình. Chu Phàm nhìn cầu gai đen, hắn cảm thấy cầu gai đen dường như lớn hơn lúc trước một vòng nhỏ, đây không phải là ảo giác. Rất nhanh mắt Chu Phàm co rút lại, bởi vì cầu gai đen là bay về phía hắn. Tất cả mọi người đứng ở bên cạnh hắn lập tức bỏ chạy tứ tán. Chu Phàm cũng chạy về một hướng khác, có điều tâm hắn trầm xuống bởi vì cầu gai đen lại bay về phía hắn sau khi hắn liên tiếp né tránh mấy lần mới xác nhận mục tiêu của cầu gai đen trong không trung quả thật là hắn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha